sao lại có thể như vậy được? Tiêu Thiên Sách, Vivi, anh trở về rồi đây. Hóa ra, không lâu về trước, chàng trai vẫn đang ở bên giới tiêu diệt thế lực ác độc. Ai biết được, anh đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại lạ. Vừa nghe máy, đầu dây bên kia liền vang lên một tiếng gọi anh là bố. Là bố đúng không ạ? Bố có thể đến cứu Tiểu Tiểu và mẹ không ạ? Bạn nhỏ à, cháu gọi nhầm số rồi phải không? Nhà cháu ở số 168 đường Ngô Đồng, khu Hải Nguyệt, thành phố Tiền Giang. Số điện thoại của bố cháu là 13623. Bố của cháu tên là Tiêu Thiên Sách, mẹ của cháu tên là Cao Vi Vi. Lúc này chàng trai mới nhớ ra 5 năm trước anh ta với mẹ cô bé từng yêu nhau. Anh chàng vừa định hỏi cô bé có chuyện gì xảy ra, nhưng đầu dây bên kia lại truyền đến âm thanh cô bé kêu khóc bị đánh. Anh chàng tức giận liền triệu tập 100 vạn quân hùng mạnh, chuẩn bị về nước để cứu con gái của mình. Bên kia, cô bé trộm điện thoại bị phát hiện, kẻ buôn người độc ác ép cô bé uống một xô nước bẩn. Thấy cô bé không uống, kẻ buôn người liền lấy một cái cán định tiễn cô bé lên đường. Chàng trai vừa đến nơi nhìn thấy cô bé bị kẻ buôn người đánh ngã xuống đất, chàng trai liền xông đến hạ gục những kẻ buôn người bằng mấy cú đấm. Sau khi bế con gái lên, chàng trai được biết vợ mình đã bị tên phú nhị đại bắt cóc. Vì thế, chàng trai đã vội vàng đi giải cứu người vợ ngay tức khắc. Tên phú nhị đại nhìn thấy chàng trai một tay chặn lại chiếc xe hơi. Tuy tên phú nhị đại bị dọa sợ mềm nhũn chân, nhưng vẫn cố tình để lộ thân phận của mình để hù dọa chàng trai. Tuy nhiên, chàng trai vẫn không hề để tâm đến lời tên phú nhị đại mà đi thẳng tới phía người vợ. Anh về rồi đây, sau này anh sẽ không để em và Tiểu Tiểu phải chịu thêm bất cứ tủi hờn nào nữa. Lúc này tên phú nhị đại gọi thuộc hạ lấy đồ để dạy cho chàng trai một bài học. Trước tình huống tên thuộc hạ chuẩn bị lấy gậy đánh chàng trai, chàng trai chỉ nhẹ nhàng giơ tay ra đỡ, cây gậy lập tức bị vỡ thành hai mảnh. Sau đó chàng trai đã giải quyết hết mấy tên thuộc hạ này chỉ trong nháy mắt. Phú nhị đại thấy vậy liền quỳ xuống cầu xin chàng trai tha mạng, thậm chí còn ra giá 100 triệu để chàng trai tha cho mình. Nhưng chàng trai không hề để tâm đến lời tên đó nói, chàng trai vung tay lấy gậy đánh tên đó một trận. Xong đời rồi, Châu Kiệt là đứa con trai duy nhất của Châu gia, lần này Châu gia sẽ không chịu bỏ qua chuyện này đâu. Chỉ cần dựa vào cái bản tính của tên tồi này, cho dù tôi có lương tay thì hắn cũng sẽ không bỏ cái tính đấy đâu. Mau đi thôi, Châu gia sẽ không để yên cho chúng ta đâu. Nghe Vivi đi, hai người đi trước, chỗ này để tôi xử lý. Lúc này, chú của tên phú nhị đại mang người đến, sai vệ sĩ bao vây họ lại, đề phòng họ chạy thoát. Chàng trai nghĩ, không được để bản thân mình dọa vợ sợ, vì thế chàng trai dùng mạng của tên phú nhị đại uy hiếp chúng. Hãy để vợ anh rời khỏi đây trước. Tuy người vợ đang một bụng lo lắng, nhưng cuối cùng cô vẫn rời đi dưới sự thuyết phục của chàng trai. Bây giờ cậu thả cháu trai tôi được rồi chứ? Tôi nói sẽ thả cậu ta ra từ lúc nào vậy? Cậu dám chơi tôi à? Lão đại, đừng nhiều lời với cậu ta, trực tiếp giết chết cậu ta là được. Dù sao thì cậu ta cũng không giết được thiếu gia, nếu không, cậu ta cũng đừng hòng sống. Ha 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 ha. Cậu cười cái gì? Châu Chính Long, ông nên thấy may mắn, bởi vì ông không phải là bố của thằng nhãi rác rưởi này. Nếu không thì, bây giờ ông đã không thể đứng ở đây nói chuyện với tôi được nữa rồi. Tiểu tử, đúng là cậu rất lợi hại. Nhưng hôm nay cậu chỉ có một mình, muốn uy hiếp Châu Chính Long tôi, thì phải hỏi các anh em bên cạnh tôi có đồng ý hay không đã. Mấy tên côn đồ nhựa các ngươi, tôi thậm chí còn chả có hứng thú mà động vào. Ngông cuồng, bất kể hôm nay cậu có ra tay hay không, cậu cũng đừng mơ mà sống sót rời khỏi nơi này. Giết một tên phế vật như ông ta, không cần điện chủ phải ra tay. Đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp được nhiều người ngông cuồng đến như vậy. Các người tưởng tôi là sư tử cái ư? Con chó con mèo nào đang kêu trước mặt tôi vậy? Người đâu? Giết chết cô ta cho tôi. Đừng động đậy nhé, nếu không ngay cả cái đầu ông cũng rơi xuống được đấy. Ô, các người là ai? Tôi vẫn là cái câu đấy. Châu Chính Long ông, may không phải là bố của thằng rác rưởi này. Nói với Châu Chính Hảo, tôi sẽ đưa con trai ông ta đi. 3 ngày sau, hãy đến biệt thự ven sông Đông giao nhận người. Lão đại, chúng ta phải làm sao bây giờ? Về Châu ra tìm anh tôi trước đã. Tôi sẽ khiến mấy tên này có muốn chạy cũng không chạy được. Đây là đâu? Đây là đâu? Đây là một nơi để cậu có thể học được một số bài học. Chính cậu đã là người nhốt con gái tôi trong cái chuồng heo này 3 ngày phải không? Không phải tôi, không phải tôi. Tất cả đều là người của tôi làm. Bọn họ tự ý làm theo ý của bọn họ. Đúng rồi, tôi cầu xin anh. Tôi cầu xin anh hãy tha cho tôi. Tha cho tôi đi mà. Tôi có rất nhiều tiền. Tôi sẽ cho anh cho dù là... Nếu cậu đã không phải là con người, vậy thì tôi cũng không đối xử với cậu như một con người nữa. Bây giờ tôi ăn miếng trả miếng. Cậu muốn nói chuyện với tôi phải không? Vậy thì bây giờ cậu hãy uống ngay xô nước này cho tôi. Uống đi. Uệ. Uống mau. Chú ý một chút, đừng làm cậu ta chết. Tôi nghĩ Châu Chính Hào sẽ gọi điện cho tôi. Vâng,
mau lên. Anh, chúng ta mau tập trung người, rồi đi cứu Tiểu Kiệt ra ngoài. Chúng ta không thể nào đợi 3 ngày sau được phải không? Gọi hình cho Tiểu Kiệt. Vâng, em sẽ gọi ngay đây. Điện chủ, bố của Châu Kiệt gọi điện. Là gọi hình, anh xem, không phải gọi cho tên đó đâu. Ông ta gọi cho tôi đấy, nghe đi. Vâng. Cậu chính là Tiêu Thiên Sách bước ra từ bộ chiến tranh phải không? Đúng là tôi đây. Ông có gì chỉ giáo, tôi không đợi được 3 ngày, tôi cho cậu thời gian 10 tiếng để gọi người. 10 tiếng sau, Châu gia tôi sẽ tới cửa hỏi thăm. 10 tiếng này là thời gian mà tôi cho Châu gia các người nhớ chuẩn bị cho mình sẵn một cỗ quan tài. Tôi sẽ đợi các người ở trước cửa nhà ông. Anh em của Chiến Thần Điện, tập trung thế nào rồi? Tất cả đã được tập hợp xong. Tứ Đại Thiên Vương đã bao vây tứ phía của tòa thành sông Tiền Giang. 3.000 chiến thần luôn sẵn sàng chờ đợi mệnh lệnh của anh. Đã đến lúc chúng ta đưa Châu gia lên đường rồi. Điện chủ, đối phó một con kiến như Châu gia mà phải tập hợp toàn bộ lực lượng của chúng ta, có phải chúng ta hơi nể mặt Châu gia quá rồi không? Châu gia chả có mặt mũi gì cả. Sở dĩ tôi tập hợp nhiều anh em của chúng ta như vậy là bởi vì ngăn chặn chiến tranh của Long Quốc. Lần này không có ai có thể ngăn cản được rồi. Đã lâu lắm rồi mới có người dám thách thức tôi như thế này. Chính Long, lập tức tập trung toàn bộ thế lực của Châu gia. Vâng, chú Bảy. Chú đến Tuần Thiên Ti một chuyến, nói với bọn họ. Bọn họ không được can thiệp vào chuyện giữa tôi và Tiêu Thiên Sách. Vâng. Chú Năm, con trai chú Châu Phi đang làm việc ở bộ chiến tranh Đông Nam, bảo con trai chú đi điều tra, rốt cuộc tên Tiêu Thiên Sách này có lai lịch như thế nào. Vâng. Đã lâu lắm rồi Châu gia tôi không có động tĩnh lớn như thế này. E là cả thành phố Tiền Giang này đã quên mất sự tồn tại của chúng ta rồi. Lần này, chúng ta phải tái xuất giang hồ. Chính thức thăng cấp lên gia tộc đỉnh lưu của thành phố Tiền Giang. Được. Bố, xin bố hãy giúp đỡ chồng của Vũ Vi. Sao lại có thể như vậy được? Vậy thì chúng ta đấu một trận với Châu gia. Vũ Tuyền, thông báo cho các vị trưởng lão của Thẩm gia đến phòng khách họp, tập hợp tất cả lực lượng của Thẩm gia, mau chóng tới biệt thự. Vâng, chẳng phải Châu Chính Hào vừa nói, bất cứ ai cũng không được can thiệp vào chuyện này sao? Ha ha ha, bố phải xem Châu gia bọn họ có thực sự có bản lĩnh một tay che trời đó không? Được, tôi biết rồi, điện chủ. Chủ mẫu với tiểu chủ đang trên đường trở về Bắc Giang rồi. Ngoài ra, tin tức mới nhất của Thiên Thần Điện, Châu gia đã tập kết toàn bộ các thế lực đang kéo về đây. Các lực lượng của phe phái khác cũng đang cử người đến đây. Đêm nay, những gì nên đến sẽ đến, không nên đến cũng sẽ đến. Nếu đã như vậy, vậy thì tóm gọn lại hết một nồi. Người anh em Tiêu quả thực là bá đạo, quả thực là phi phàm. Tại hạ Thẩm gia gia chủ Thẩm Khanh Thiên, luôn nghe Vũ Tuyền nhắc đến cậu. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là không tầm thường. Nghe nói ở thành phố Tiền Giang, Thẩm gia và Châu gia vẫn luôn có tranh chấp. Xem ra Thẩm gia chủ lần này muốn mượn sức của con rồng này để áp chế con rắn độc Châu Chính Hào này. Là tôi lo lắng Vivi gặp nguy hiểm, nên tôi mới cầu xin sự giúp đỡ của bố tôi. Bất kể là ông có lý do gì, hôm nay ông có thể đến đây, tôi đều thấy rất biết ơn. Tiêu Thiên Sách, hóa ra là cậu dựa vào Thẩm gia à? Đến rồi đấy à? Nào, mang người ra đây cho tôi. Bố, bố, cứu con. Bố, Châu Kiệt đang ở đây. Có bản lĩnh gì thì mau thể hiện ra đây. Lên cho tôi. Giết chết Tiêu Thiên Sách cho tôi. Châu Chính Hảo, hôm nay Thẩm gia chúng tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cho Tiêu Sách. Thẩm Khanh Thiên, nếu như ông muốn chết thì ông đây sẽ cho ngươi tọa nguyện. Cao thủ 5 sao của tôi, sao có thể như vậy được? Tiêu Thiên Sách, Thẩm Khanh Thiên, tất cả các người có mặt ở đây đều phải chết. Tiêu huynh đệ, cậu đưa con bé đi trước đi, mau lên. Thẩm gia chủ, ông hãy yên tâm. Con trai ông ta vẫn đang ở trong tay tôi mà. Tiêu Thiên Sách, cậu có là cao thủ của bộ chiến tranh thì đã sao? Hôm nay có 2 vị cao thủ 5 sao của Châu gia chúng tôi ở đây. Cậu có đi nổi không? Đây chính là hậu quả của việc ăn gan hùm của cậu. Gan của tôi còn to hơn sự tưởng tượng của Châu gia các người nhiều. Tiểu Kiệt, đem tên rác rưởi này vứt vào đống rác cho tôi. Nhanh lên, đi ra bãi rác thu xác cho con trai ông đi. Tiểu Kiệt, bố nhất định sẽ trả thù cho con. Tiêu huynh đệ, mau đi đi, giết chết nó cho tôi. Giết chết chúng nó cho tôi. Tôi phải khiến tất cả các người bồi táng cho Tiểu Kiệt. Tôi xem ai dám. Cậu là Trung úy Chiến Thần Vương Trường Sinh ư? Sao cậu lại ở đây? Các người biết tôi cơ à? Có điều, tôi đã sớm không còn là Vương Trường Sinh nữa rồi. Tôi là Thiên Tam Thập Tứ. Thiên Tam Thập Tứ ư? Đúng vậy, tôi là người đứng dưới điện chủ, xếp thứ 34. Thiên Tam Thập Tứ, bái kiến điện chủ đại nhân. Chính Long, chuyện này là sao? Anh trai, chiến hỏa này, phi cơ này, và còn cả xe bọc thép. Đây là sự tập hợp của toàn đội quân mới có thể có thế trận lớn đến như vậy.
Thiên Vương Lục, Thiên Vương Chiến, Thiên Vương Ám, Thiên Vương Diệt, bái kiến điện chủ. Tiêu Thiên Sách, cậu ta, rốt cuộc cậu ta là ai? Nghe nói, vừa nãy, ông muốn giết tôi phải không? Rốt cuộc cậu là ai? Tiêu Thiên Sách, tôi là điện chủ của Thiên Thần Điện, chiến đấu ở chiến trường ngoại, tiêu diệt hàng chục tỷ các thế lực của nơi khác. Còn vợ tôi, lại bị con trai của Châu gia các người tùy ý lăng nhục. Thật là mỉa mai. Tiêu Tiên Sinh, tôi sai rồi, tất cả đều là lỗi của con trai tôi. Cậu tha thứ cho tôi được không? Châu Chính Hảo, tất cả các thành viên của Thiên Thần Điện của tôi chuẩn bị chiến đấu, mạo hiểm với bộ chiến tranh của Long Quốc khai chiến, cũng phải tập kết ở Tiền Giang. Ông cho rằng tôi sẽ tha cho ông sao? Nể tình ông cũng là một anh hùng. Tôi cho ông một cơ hội. Tự kết liễu đi, ai dám động vào người của Châu gia tôi, đó là tướng quân của bộ chiến tranh, Châu Phi, là dòng máu của nhà họ Châu. Cậu ta đến đây nhất định là để cứu Châu gia, điện chủ, là thuộc hạ sơ ý, để hắn xông được vào đây. Không sao, hôm nay, để tôi xem. Có bao nhiêu người dám cầu xin thay Châu gia bọn họ? Châu Phi phải không? Hôm nay tôi nói trước cho cậu biết, Châu gia hôm nay, buộc phải chết. Không ngờ tôi đường đường là cao thủ 4 sao của bộ chiến tranh mà lại không thể trụ được một khí thế tùy tiện của anh ta. Tiêu điện chủ, đây là Long Quốc chứ không phải là ở nơi khác. Long Quốc thì đã sao, là Long Quốc nên có thể coi mạng người như cỏ rác được sao? Cậu cho rằng tôi không giết được Châu gia các người, hay là tôi không giết được cậu? Đúng vậy, tôi cực điện chủ không dám giết tôi đấy. Đến thì cũng đã đến rồi, thì sao phải trốn ở một góc âm thầm nhìn nén? Hay là đến dũng khí bước ra đây mà ông cũng không có? Tướng quân Vạn Thiên Huyết của bộ chiến tranh là người mạnh nhất Long Quốc, Long Chiến Quốc. Tiêu điện chủ, Châu Phi không hề tham dự vào chuyện của Châu gia, có thể nào nể mặt tôi để cậu ta rời khỏi đây không? Nếu như tôi không chịu thì sao? Tiêu Thiên Sách, Long lão đại diện cho ý chí của Long Quốc, anh nhất định đừng bốc đồng Châu gia, làm nhục vợ tôi, làm hại con gái tôi. Hôm nay bất kể là ai đến đều không thể ngăn cản tôi tiêu diệt Châu gia. Hôm nay tôi sẽ giết chết Châu Chính Hào trước mặt kẻ mạnh nhất Long Quốc ông đây. Tôi muốn xem, Long Quốc ông có vì điều này mà trở thành kẻ thù của tôi không? Tha cho tôi đi, tha cho tôi đi, đã muộn rồi, bác ơi. Ha 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 ha. Quả nhiên anh hùng sinh ra từ một thiếu niên, Châu gia, chết cũng không hết tội. Bộ chiến tranh của Long Quốc tôi, đúng là cần phải cho cậu một lời giải thích. Châu Phi, cậu phải nhớ kỹ, người tiêu diệt Châu gia cậu là tôi, Long Chiến Quốc. Nếu cậu muốn trả thù thì cứ nhắm vào tôi. Ông, chàng trai à, cậu đã giúp Long Quốc tôi nhiều lần, cứu chúng tôi thoát khỏi nguy hiểm, còn chúng tôi lại không bảo vệ được tốt cho vợ và con gái cậu. Là Long Quốc tôi đã có lỗi với cậu. Long Chính Quốc, trong quả hồ lô này của ông rốt cuộc đã bán thuốc gì? Tôi già rồi, còn bây giờ cậu cũng đã quay trở về rồi, lại có sức mạnh lớn như vậy, bộ chiến tranh Long Quốc của tôi đã đến lúc giao cho cậu rồi. Cái gì? Tiếp quản bộ chiến tranh Long Quốc ư? Tha thứ cho Tiêu Thiên Sách tôi, tài kém học ít, không thể đảm nhiệm. Tiêu điện chủ, đây là vị trí dưới một người trên vạn người cả Long Quốc, biết bao nhiêu người cầu mà không được, cậu không nên từ chối. Tiêu điện chủ, cho dù cậu không nghĩ cho bản thân mình, cậu cũng phải nghĩ cho anh em ở Thiên Thần Điện của cậu chứ. Bọn họ là người của Long Quốc, dù sao đi nữa thì bọn họ cũng cần một nơi để trở về. Bộ chiến tranh Long Quốc là sự lựa chọn tốt nhất của bọn họ. Này, mỗi người đều có chí riêng của mình, đợi cậu suy nghĩ kỹ rồi cầm chiếc nhẫn này và đến Yên Kinh tìm tôi. Võ Thao Vương Trị, quỳ xuống. Thiên Hải, Võ gia Võ Thao. Thiên Hải Vương gia Vương Trị, bái kiến Tiêu điện chủ. Chúng tôi mạo phạm điện chủ, tự biết tội không thể tha thứ, tự nguyện chịu chết. Nhưng hai người chúng tôi một đời chinh chiến vì đất nước, chưa từng phạm phải tội gì. Lần này giúp đỡ Châu gia cũng là vì bị Châu Chính Hào lừa gạt. Cầu xin cậu hãy cho chúng tôi một cơ hội để chúng tôi tự kết liễu. Muốn tự kết liễu hả? Đâu có dễ dàng như vậy. Chúng ta chưa chết. Chúng ta chưa chết. Tôi đã đả thông con đường thăng chức chiến thần của hai người. Sau này tôi sẽ đến Thiên Hải một chuyến, lúc đó tôi hy vọng hai người có chút tác dụng. Chúng tôi sẵn sàng tận lực vì cậu, quyết không chối từ. Được. Điện chủ,
chủ mẫu và tiểu chủ đã bình an về đến Bắc Giang. Ngoài ra, chúng tôi điều tra ra được nguyên nhân sở dĩ chủ mẫu xuất hiện ở Tiền Giang. Nói đi, lúc trước điện chủ với chủ mẫu tình cờ phát sinh quan hệ với nhau, chủ mẫu có thai trước khi cưới, sinh ra tiểu chủ, bị coi là nỗi nhục lớn của Cao gia, thế nên chủ mẫu đã bị Cao gia đuổi ra khỏi nhà, mấy ngày trước còn bị trục xuất ra khỏi Bắc Tân Cương. Chủ mẫu và tiểu chủ muốn sống không được, thế nên mới qua Tiền Giang để cầu sinh xê. Cao gia, đáng chết. Cậu đi chuẩn bị một chút, lần này tôi sẽ không để Vivi và Tiểu Tiểu phải chịu bất cứ sự tủi nhục nào nữa. Tôi muốn Cao gia bọn họ phải cung cung kính kính, cầu xin hai người họ trở về. Vâng, thuộc hạ sẽ đi sắp xếp ngay bây giờ. Tiểu Tiểu, Vivi, bố đến rồi đây. Tiểu Tiểu, 7 giờ tối rồi, chúng về nhà ăn cơm được không? Mẹ cứ đi ăn trước đi, con đợi thêm chút nữa. Con cảm thấy hình như bố sắp về rồi, con đợi bố về rồi cùng ăn cơm. Tiêu Thiên Sách, anh nghe rõ chưa? Nguyện vọng lớn nhất của con gái anh chính là anh có thể ở bên cạnh con bé. Thế nên, anh nhất định phải bình an trở về nhé. Vivi, Tiểu Tiểu, anh về rồi đây. Bố ơi, anh xin lỗi Vivi, anh về trễ rồi. Anh thực sự không sao đấy chứ? Sao Châu gia có thể để anh đi dễ dàng như vậy được? Lúc này vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để nói thân phận thực sự của mình cho Vivi biết, chỉ đánh dấu cô ấy một thời gian vậy. Châu gia làm nhiều điều ác nên đã bị bộ chiến tranh tóm gọn rồi, em không cần phải lo lắng cho anh đâu. Vivi, anh ra ngoài nghe điện thoại nhé. Anh đi đi. Alo, Thiên Nhất, chuyện xử lý thế nào rồi? Bắc Giang thủ phú, Giang Bắc thần, hoàng đế của địa hạ Long Cửu đã bị tóm rồi. Bây giờ họ đang quỳ trước mặt tôi, sẵn sàng nghe mệnh lệnh bất cứ lúc nào. Được, nói với bọn họ sẵn sàng nghe lệnh, tôi sẽ dùng tới bọn họ sớm thôi. Vâng. Vivi, Tiểu Tiểu, yên tâm đi, đời này sẽ không còn ai có thể bắt nạt hai người nữa đâu. Mẹ, bố, sao hai người lại đến đây? Cao Vivi, cô được lắm, ngày trước cô mang thai với một thằng đàn ông bên ngoài không nói, bây giờ lại không nói tiếng nào đã trở về đây. Trong mắt cô có còn người mẹ này không hả? Còn có người bố này không hả? Đứa con gái mất dạy, tất cả là tại cô mà Cao gia chúng tôi đã trở thành trò cười của cả cái Giang thành này. Bố, mẹ, hai người hiểu lầm rồi. Thiên Sách không, tôi không muốn biết cậu ta là ai. Đây chính là bạn học ở lớp đại học của con. Trần Hiên, là người chồng mà đích thân mẹ chọn cho con. Vivi, lâu rồi không gặp. Cô vẫn xinh đẹp như vậy. Đừng chạm vào tôi, con có cái thái độ gì vậy hả? Trần Hiên người ta không để ý chuyện con có con. Ra giá những 500 vạn. Con mau đi đăng ký kết hôn với cậu ấy đi. Kết hôn với cậu ấy đi. Mẹ à, con đã kết hôn rồi, con không thể gả cho người khác được nữa. Con im mồm ngay cho mẹ. Trần Hiên là giám đốc điều hành cao cấp của tập đoàn Bắc Giang, có điểm nào mà không xứng với con? Dựa vào đâu mà con không chịu kết hôn với cậu ấy? Dựa vào cô ấy là vợ của Tiêu Thiên Sách tôi đây. Tôi còn tưởng là ai? Anh chính là kẻ đã lừa dối một đời của Vivi. Là cha của đứa con hoang đấy phải không? Cậu nói cái gì cơ? Tôi, cậu thử nói chuyện với Trần Thiếu một lần như thế nữa thử xem. Mẹ à, chuyện năm đó không liên quan đến anh ấy. Mẹ đừng đánh anh ấy nữa. Anh chính là Tiêu Thiên Sách phải không? Anh chí dám trốn sau lưng một người phụ nữ phải không? Không sao đâu Vivi, có một số chuyện anh nên chịu đựng. Cậu im mồm cho tôi, cậu hủy hoại hạnh phúc cả một đời của con gái tôi, bây giờ khiến nó trở thành trò cười của cả cái thành phố Bắc Giang này. Cậu có thừa nhận hay không? Đúng, tôi thừa nhận. Nếu không phải năm đó Vivi vì cứu tôi, thì cuộc đời của cô ấy đã không biến thành như thế này. Tôi sẽ bồi thường cho cô ấy, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy. Nói mồm thì có tác dụng gì? Cậu dựa vào đâu mà chịu trách nhiệm với con gái tôi? Cậu lấy cái gì để chịu trách nhiệm với con gái tôi? Nhìn cái bộ dạng đầu gấu của anh, một tên chiến binh đã về hưu, vừa không có bản lĩnh gì, vừa không có tiền, vừa không có công việc, vừa không có quyền có thế. Cậu lấy cái gì để chịu trách nhiệm với Vivi hả? Dựa vào một cái mồm rách của anh sao? Được, cậu muốn chịu trách nhiệm với Vivi cũng được. Ngày mai Cao gia sẽ tổ chức một bữa tiệc gia đình. Nếu như cậu thực sự có bản lĩnh để Vivi trở về Cao gia, tôi sẽ có thể xem xét một chút. Này, dì đã nhận sính lễ 500 vạn của cháu rồi đấy. Trần Thiếu, cậu cứ yên tâm. Ông nội của Vivi trước nay đều rất ngoan cố bá đạo. Tên phế vật này chắc chắn sẽ không có cách để Vivi trở về Cao gia được đâu. Đến lúc đó, cậu cưới Vivi nhà chúng tôi, cậu ta cũng không còn gì để nói. Dì nói đúng, tất cả đều nghe dì hết. Các người nghe rõ cho tôi đây. Tôi không chỉ bù đắp cho Vivi, tôi còn sẽ khiến cô ấy đường đường chính chính trở về Cao gia. Tháng sau tôi sẽ tổ chức cho Vivi một đám cưới thế kỷ hoành tráng chấn động toàn thành phố. Tôi sẽ không để ai có thể coi thường cô ấy được nữa. Mạnh miệng quá nhỉ. Được, nếu như cậu thực sự có cái bản lĩnh đó.
Vậy thì hãy giúp Vivi trở về Cao gia được đã rồi hãy nói. Chúng ta đi trước đi. Thiên Sách, anh bốc đồng quá rồi. Ông nội ngoan cố máu lạnh. Từ trước đến giờ vẫn luôn không thích em. Bây giờ đừng nói là trở về Cao gia, càng đừng nói đến hôn lễ thế kỷ thật hoành tráng gì đó nữa. Em chỉ cần nói cho anh biết em có muốn trở về Cao gia hay không thôi. Cao gia có tệ đến đâu thì em cũng vẫn là người của Cao gia. Đương nhiên là em phải quay lại đó rồi. Nhưng mà, không có nhưng mà gì hết. Chỉ cần em muốn trở về đó, anh nhất định sẽ giúp em quay trở lại đó. Chúng ta vẫn nên thu dọn đồ đạc trước đi đã. Bên ông nội không dễ đối phó đâu. Alo, Thiên Nhất, nói với Long Cửu Giang Bắc Thần. Tôi không cần biết bọn họ dùng cách gì, tháng sau, hãy tổ chức cho Vivi một đám cưới thế kỷ thật hoành tráng cho tôi. Mời tất cả các hào môn thế gia của cái Bắc Giang này đến tham gia hôn lễ của chúng tôi. Vâng, Vivi, em không tin anh cũng không sao. Anh sẽ dùng hành động thực tế để nói cho tất cả mọi người, gả cho Tiêu Thiên Sách anh là sự lựa chọn đúng đắn. Ngày mai giúp em trở về Cao gia, chỉ là sự bắt đầu. Chị ơi! Cuối cùng thì chị cũng trở về rồi. Đây là anh rể và cháu gái em đúng không? Anh rể đẹp trai thật đấy. Tiểu Tiểu thật là đáng yêu. Đây là em gái của em, Cao Tiểu Dĩnh. Cháu chào gì nhỏ. Được rồi. Đây không phải là nơi để nhà các người hồi tưởng quá khứ. Cao gia tôi cũng không phải là nơi mà con chó con mèo nào cũng có thể bước vào đây được. Người đâu? Mau đuổi hai thứ rác rưởi mà Cao Vivi dẫn tới ra khỏi Cao gia cho tôi. Ông nội, Cao Vivi, nếu như cô dám cầu xin cho bọn họ, vậy thì cô cũng cút đi nốt đi. Đừng bao giờ bước nửa bước vào Cao gia. Vivi, con đã nghe thấy gì chưa? Mau phủi sạch quan hệ với hai người bọn họ. Hôm nay là cơ hội duy nhất để con trở về Cao gia đấy. Còn đứng ngây ra đấy làm gì? Mau đuổi bọn họ ra ngoài cho tôi. Cụ nội, cụ đừng đuổi cháu với bố cháu đi. Có phải là tại vì Tiểu Tiểu không nghe lời không? Tiểu Tiểu nhất định sẽ nghe lời mà. Ông nội à, đây là lần đầu tiên anh rể với cháu gái đến nhà chúng ta. Đừng khiến hai người họ sợ. Tiểu Dĩnh, Trần Thiếu mới là anh rể của cô, chứ không phải là gã đàn ông vớ vẩn này. Cô đừng có mà gọi linh tinh. Cao Nhược Hàm, chị đấu kỵ với chị gái tôi từ bé đến lớn thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn ném đá giấu tay. Chuyện nhà chúng tôi không đến lượt chị xen mồm vào. Cẩn thận, nói nhiều nát mồm đấy. Cô, tôi là chị họ của cô đấy. Cô dám nói chuyện với tôi thế sao? Im mồm hết cho tôi. Cao Tiểu Dĩnh, cô nói chuyện với chị hai của cô kiểu gì vậy hả? Cút ra ngoài cho tôi. Đi thì đi. Nào Tiểu Tiểu, đi ra ngoài chơi với gì nhỏ nhé. Chúng ta không thèm quan tâm tới mấy người xấu xa này. Anh rể à, em đi trước đây nhé. Cố lên, em trông chờ vào anh và chị gái em đấy. Cảm ơn. Xem ra, Cao Tiểu Dĩnh của Cao gia không phải là người xấu. Nhưng Vivi muốn đứng vững chân ở Cao gia, vẫn phải bắt được những nhân vật quan trọng. Con gái cậu đã đi rồi, mà cậu vẫn còn chưa chịu đi sao? Ông nội đừng vội, nếu như Tiêu Thiên Sách, anh ta thực sự có bản lĩnh như vậy, thì để anh ta ở lại cũng có sao. Tiêu Thiên Sách, nghe nói tháng sau anh sẽ tổ chức cho Vivi một hôn lễ thế kỷ làm toàn thành này phải kinh ngạc. Vừa khéo, tôi với Tôn Hạo, chồng sắp cưới của tôi, cũng tổ chức đám cưới vào tháng sau. Không biết đến lúc đó hôn lễ của hai trong chúng ta sẽ long trọng hơn đây. Nghe lời của Tiểu Dĩnh vừa nãy có ý là, cô vẫn luôn chống đối Vivi, cô ta chưa cưới đã có thai, làm mất mặt nhà họ Cao chúng tôi. Tôi chống đối cô ta thì có gì là đã sao? Được, nếu cô đã muốn biết hôn lễ của ai càng hoành tráng hơn, vậy hôm nay tôi sẽ cho cô một cơ hội tự làm nhục mình. Tự làm nhục ư? Tôi nể mặt anh lắm rồi phải không? Nhược Hàm à, cháu đừng tức giận. Bây giờ cháu là đứa con gái đáng tự hào nhất của Cao gia. Chồng sắp cưới của cháu lại đường đường là đại thiếu gia của nhà họ Tôn. Nhà họ sắp ký kết hợp đồng 100 tỷ với tập đoàn Bắc Giang rồi. Còn tên rác rưởi này, đến tư cách liếm giày cũng không có. Ở Cao gia, vẫn là dì ba là người hiểu chuyện nhất. Chưa nói đến bây giờ Cao Vivi đã không còn là người của nhà họ Cao nữa. Cho dù cô ta có trở lại Cao gia, thì cũng mãi mãi thấp hơn tôi một cái đầu. Bị tôi ép cho đến mức không ngẩng nổi cái đầu. Chỉ cần có tôi ở đây, trên đời này, không có ai có thể đàn áp được Vivi. Còn hôn lễ của tháng sau, tôi sẽ cho toàn bộ cái Bắc Giang này biết. Cao Vivi là vợ của Tiêu Thiên Sách tôi. Thứ mà cô ấy nhận được là những lời chúc phúc. Tất cả mọi người đều phải ngưỡng mộ cô ấy. Lại còn lời chúc của tất cả mọi người hả? Sao anh không nói anh là chủ tịch của tập đoàn Bắc Giang luôn đi? Nói không chừng tôi sẽ tin đấy. Một thứ đàn bà lăng loàn có thai trước khi cưới, một gã đàn ông nghèo hèn miệng đầy sự dối trá. Hai người xứng đôi thật đấy. Nhược Hàm, cháu nói quả là không sai. Cậu tưởng cậu là ai hả? Người cậu từ trên xuống dưới chỉ còn lại đúng cái mồm. Cậu lấy cái gì để mang lại hạnh phúc cho Vivi? Tổ chức đám cưới cho Vivi kiểu gì? Hôn lễ ở đâu hả? Hôn lễ, tin tức mới nhất, có một nhân vật lớn đang tổ chức một hôn lễ bạc tỷ ở Bắc Giang, còn mời toàn bộ thành phố Bắc Giang đến tham dự nữa. Cái gì? Hôn lễ bạc tỷ ư? Thực sự là như vậy này, trời ơi, hoành tráng quá. Tổ chức một cái đám cưới mà tốn những mấy chục tỷ, Vivi. Ban nãy Tiêu Thiên Sách nói sẽ tổ chức cho cô một cái đám cưới khiến toàn thành phố phải chấn động. Không lẽ là cái này đấy chứ? Mấy chục tỷ, để tổ chức một cái đám cưới, Tiêu Thiên Sách anh ta, cũng giàu có thật đấy. Không sai, tôi muốn làm thế đó, cô có ý kiến à? Đủ rồi, còn thấy chưa đủ mất mặt hay sao? Cao Vivi, nếu cô đã không muốn đuổi tên rác rưởi này và con gái cậu ta đi, vậy thì cái của Cao gia, cô đừng hòng bước vào.
Tiễn khách đi. Bố à, Vivi là cháu gái ruột của bố đó, gia có gia quy, tại cao Vivi ngoan cố bướng bỉnh. Nếu như bố không trừng trị nghiêm khắc, thì bố còn quản lý cao gia kiểu gì đây? Vivi, con đã nghe rõ chưa? Mau vạch rõ quan hệ với tên đàn ông này đi. Mẹ à, con sẽ không bỏ rơi Thiên Sách và Tiểu Tiểu đâu. Nếu như vậy, con thà không quay trở lại cao gia nữa, con. Nhược Hàm, cháu mau cầu giúp chú cầu xin ông nội cháu đi. Vivi là em họ của cháu đấy. Nhược Hàm, bình thường dì ba đối xử với cháu không tệ, cháu hãy giúp dì đi nhé. Nhược Hàm, ý của cháu thì sao? Ông nội à, để cao Vivi trở về cao gia cũng không phải là không được, nhưng cô ta phải đồng ý với ba điều kiện của cháu. Điều kiện gì? Thứ nhất, giúp cao gia đòi lại khoản nợ 200 vạn của tập đoàn Cửu Thiên. Thứ hai, giúp cao gia mở rộng con đường hợp tác của ba hạng mục. Thứ ba, giúp cao gia đàm phán thành công của một hạng mục rất khó đàm phán. Dự án này, toàn bộ cao gia, bao gồm cả chồng sắp cưới của chị cũng không làm được. Rõ ràng là chị đang cố ý làm khó chị tôi. Không đồng ý, vậy thì cút ra khỏi cao gia. Không đồng ý, vậy thì hãy cút ra khỏi cao gia. Được, tôi đồng ý với cô. Nếu như tôi hoàn thành được ba điều kiện này, vậy thì tôi hy vọng hôn lễ của tôi và Thiên Sách, bất kể được tổ chức như thế nào, đều có thể nhận được lời chúc phúc từ cao gia. Cũng hy vọng mọi người có thể chấp nhận Thiên Sách và Tiểu Tiểu. Được, nhưng có điều lần khảo nghiệm này sẽ có thời gian giới hạn. Cao Vivi, tôi cho cô hạn thời gian 3 ngày. Nếu như 3 ngày sau cô không làm được, vậy thì cô đừng mơ đến việc được đặt chân vào cửa lớn của nhà họ Cao nữa. Em gái, nếu như em gái không hoàn thành được 3 điều kiện này, vậy sau này Cao gia sẽ là của tôi rồi. Còn cô, chỉ xứng ở căn nhà thuê ọp ẹp với gã đàn ông này cả đời mà thôi. Tỏ vẻ cái gì? Chẳng phải cô ta dựa vào chồng chưa cưới Tôn Hạo đó sao? Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Con không giống như cô ta, con không dựa vào bất cứ ai cả. Thời gian 3 ngày rất gấp, con sẽ đi đến tập đoàn Cửu Thiên để đòi nợ ngay bây giờ đây. Vivi vẫn tự cường tự lập như 5 năm trước. Xem ra, mình chỉ có thể tạm thời làm người đàn ông đứng sau cô ấy rồi. Chị gái, anh rể, đợi em với. Đây là tập đoàn Cửu Thiên rồi, chị lên trên đó đòi nợ đây, mọi người ở đây đợi chị nhé. Anh rể, anh ngồi đi. Tiểu Dĩnh à, có vẻ như em rất quen thuộc với tập đoàn Cửu Thiên nhỉ? Đương nhiên rồi, bây giờ em đang thực tập ở tập đoàn Cửu Long mà. Chỉ tiếc là cô sắp bị sa thải rồi. Triệu Thiến, ý của cô là sao? Tôi nói sai rồi sao? Cao Tiểu Dĩnh, còn một tháng nữa là cô tốt nghiệp rồi. Tập đoàn Cửu Thiên đã đưa cho cô giấy thông báo chưa? Liên quan gì đến cô? Triệu Thiến, lo tốt cái thân của mình đi đã. Chuyện của tôi không cần cô phải quan tâm, đắc tội Vương chủ quản, lại còn muốn làm nhân viên chính thức. Cô nằm mơ đi. Có người nào đó không được làm nhân viên chính thức. Tôi vui quá đi mất. Nhưng mà, giấy thông báo nhận chức của tôi đã có rồi. Triệu Thiến, ồ. Cô đừng tưởng tôi không biết cô ngủ với chủ quản thì cô mới vượt qua được kỳ thực tập. Nhưng mà, ngủ với người khác cũng là một loại kỹ năng mà. Chỉ tiếc là, mục tiêu ban đầu của Vương chủ quản là cô. Nhưng cô lại không biết bắt lấy cơ hội, vậy cô chỉ đành đợi một tháng sau từ từ tìm công việc khác rồi. Bye bye. Cái thứ gì không biết? Cô ta cũng là thực tập sinh của tập đoàn Cửu Thiên à? Đúng vậy, thực tập năm ngoái, cô ta đã đến thực tập ở tập đoàn Cửu Thiên cùng em, lúc nào cũng làm khó em. Về sau cô ta với chủ quản của chúng em dây dưa với nhau. Anh rể à? Anh nói xem, các công ty bây giờ đều như thế này ư? Cứ phải dựa vào mấy thứ quan hệ ngoài luồng này à? Tiểu Dĩnh à? Tập đoàn Cửu Thiên này cũng đứng thứ hai của Bắc Giang đấy, cũng không thua kém tập đoàn Bắc Giang bao nhiêu đâu. Em gặp được Vương chủ quản và cái cô Triệu Thiến này chẳng qua cũng chỉ là số ít trong đấy mà thôi. Em hiểu điều này mà, nhưng mà em không quyền không thế. Làm sao có thể đấu lại được bọn họ đây, em đang nghĩ. Chắc là kỳ thực tập của em ở Cửu Thiên chắc là không được nữa rồi. Còn ở với dì nhỏ một lúc nhé, được không nào? Tiểu Dĩnh à, anh đi gọi một cuộc điện thoại đã nhé. Thiên Nhất, đại ca, chuyện hôn lễ chục tỷ đã được giao cho Giang Bắc Thần và Long Cửu đi xử lý rồi. Được, đúng rồi, em vợ tôi đang thực tập ở tập đoàn Cửu Thiên, cô ấy tên là Cao Tiểu Dĩnh. Chủ quản của cô ấy với cô gái tên Triệu Thiến gian díu mập mờ với nhau. Cậu bảo Long Cửu xử lý đi nhé. Vâng, tôi hiểu rồi. Anh rể, anh vừa gọi điện thoại với ai vậy? Anh vừa nói chuyện với một người bạn để giúp em giải quyết một số thủ tục nhận chức ở tập đoàn Cửu Thiên. Anh rể à, anh đừng dỗ em nữa. Em đã không còn một chút hy vọng nào nữa rồi. Đừng nản lòng mà, nói không chừng một chút nữa là em có thể nhận được thông báo nhận chức đấy. Alo, xin chào. Cho hỏi đây có phải là cô Cao Tiểu Dĩnh không? Tôi chính là Cao Tiểu Dĩnh đây, còn cô là? Cô Cao Tiểu Dĩnh, đây là phòng nhân sự của tập đoàn Cửu Thiên. Chúc mừng cô đã thành công vượt qua kỳ đánh giá thực tập của tập đoàn Cửu Thiên. Cái gì cơ, tôi đã vượt qua rồi ư?
tôi vượt qua rồi ư? Đúng vậy, lúc nào cô cũng có thể đến đây để làm thủ tục nhận chức. Ngoài ra, gần đây công ty chúng ta đã có sự điều chỉnh nhân sự, phát hiện ra Vương chủ quản đã có câu kết với thực tập sinh Triệu Thiến để thực hiện hành vi thỏa mãn lợi ích cá nhân, hiện nay đã được công ty sa thải. Đừng nản lòng mà, nói không chừng chút nữa em có thể nhận được thông báo nhận chức đấy. Anh rể à? Rốt cuộc anh là ai vậy? Anh à, anh chỉ là một người bình thường mà thôi, có điều, anh có quen một vài người bạn. Em không tin, em... Mẹ ơi, Vivi, số tiền em muốn đòi lại thế nào rồi? Em bị người ta đánh rồi sao? Em không sao, chúng ta về nhà đi, nói cho anh biết. Là ai đã bắt nạt em vậy? Anh rể à? Đúng là có người đã đánh chị. Anh xem đi, những video đã được phát tán hết lên trên mạng rồi này. Này, cô muốn đến tập đoàn Cửu Thiên chúng tôi để đòi nợ á? Ai cho cô cái lá gan đó vậy? Bảo vệ đâu? Đuổi người phụ nữ này ra khỏi đây cho tôi. Thả tôi ra. Nói cho anh biết, người đánh Vivi này là ai? Là phó tổng của tập đoàn Cửu Thiên, Vương Bưu. Vương Bưu à? Ngươi muốn chết ư? Thiên Sách, anh nhất định đừng kích động. Anh vừa trở về, em không muốn anh phải xảy ra chuyện gì hết. Em yên tâm, có em và Tiểu Tiểu ở đây, anh sẽ không làm càn đâu. Anh có quen biết vài người bạn có tiếng nói ở trong tập đoàn Cửu Thiên, để anh hỏi bọn họ, xem bọn họ có thể giúp đỡ được gì không. Cái gì cơ, anh còn có người quen trong tập đoàn Cửu Thiên sao? Chị à, lời anh rể nói là thật đó. Vừa nãy anh rể còn giúp em vượt qua bài đánh giá của kỳ thực tập đấy. Thiên Sách, anh nhất định phải chú ý an toàn đấy. Em với Tiểu Tiểu ở nhà đợi anh. Được, em yên tâm đi. Tiểu Dĩnh à, em cũng về nhà đi. Anh rể à, để em đi cùng anh. Nghe lời anh. Vâng ạ. Thiên Nhất, là tôi đây. Tôi không cần biết Long Cửu hay là Giang Bắc Thần, hai tên này đang làm gì. Trong vòng 3 phút, bảo bọn chúng cút đến tập đoàn Cửu Thiên gặp tôi ngay lập tức. Chỉ cần muộn 1 giây thì bọn họ đừng mong sống nữa. Tôi sẽ đi xử lý ngay. Em còn lâu mới về. Anh rể, em phải xem rốt cuộc là anh có bí mật gì. Kia là lão đại của tập đoàn Cửu Long, Long Cửu. Còn có cả chủ tịch của tập đoàn Bắc Giang, Giang Bắc Thần nữa. Sao bọn họ lại đến đây? Lẽ nào bọn họ đến đây là để tìm anh rể của mình sao? Đại ca, Long Cửu và Giang Bắc Thần đã được đưa đến đây rồi. Bái kiến Tiêu tiên sinh. Tiêu tiên sinh ư? Không thể nào. Chẳng phải anh rể là quân nhân đã nghỉ hưu rồi sao? Sao lại có địa vị cao như vậy được? Phong tỏa tập đoàn Cửu Thiên, bất cứ ai cũng không được ra vào đây. Vâng, hành động. Tiêu tiên sinh, tại hạ Long Cửu, chính là ông chủ của tập đoàn Cửu Thiên. Không biết tập đoàn Cửu Thiên đã đắc tội gì với Tiêu tiên sinh mà lại khiến anh phải nổi giận như thế này. Long Cửu, tập đoàn Cửu Thiên của ông quả đúng là thật to gan. Vợ tôi Cao Vi Vi đến công ty đòi nợ. Phó tổng của ông Vương Bưu không chỉ không trả nợ mà còn ra tay đánh vợ tôi. Cái gì? Tiêu tiên sinh, tôi thực sự không hay biết gì về chuyện này. Cầu xin anh hãy cho tôi một cơ hội. Tôi nhất định sẽ cho anh một câu trả lời có thể khiến anh hài lòng. Tôi cho ông thời gian 1 phút, đưa Vương Bưu đến trước mặt tôi. Nếu như trong ngày hôm nay vẫn không thể cho tôi một câu trả lời làm tôi thỏa mãn, vậy thì tập đoàn Cửu Thiên của ông sẽ mãi mãi biến mất khỏi thành phố Bắc Giang này. Vâng, 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 tôi sẽ đi ngay đây. Chúng ta còn nhiều thời gian mà. Nào uống rượu đi. Em uống trước đi. Tóm cậu ta lại cho tôi. Cửu, Cửu gia, có chuyện gì thế này? Chết đến nơi rồi mà trọng cậu tận hưởng quá nhỉ? Cậu đắc tội người không được phép đắc tội, cậu đắc tội với vị đại nhân đó rồi. Cậu có mấy cái mạng vậy hả? Cửu gia hả? Anh dọa chết tôi rồi, chỉ cần không phải anh là được rồi. Cậu nghe kỹ cho tôi. Người mà cậu đắc tội là người mà đến tôi cũng còn không dám đắc tội. Chút nữa cậu chết như thế nào cậu cũng không biết đâu. Cửu gia, anh cứu tôi với. Cứu tôi đi, tôi đã đắc tội với ai vậy? Sao tôi lại đắc tội với nhân vật lớn đó vậy? Cậu đáng thương ở chỗ đó chính là cậu đắc tội ai mà cậu cũng không biết. Cửu gia, Tiêu tiên sinh, tôi đã đưa tên Vương Bưu đó đến đây rồi. Đại nhân, tại hạ chính là Vương Bưu. Đầu tiên, tôi tự giới thiệu về bản thân mình một chút. Tôi tên là Tiêu Thiên Sách, người vừa nãy đến đòi nợ ông mà bị ông tát cho một cái. Tên là Cao Vi Vi.
là vợ của tôi, đại. Đại nhân, tôi thực sự không biết. Cô ta, cô ấy là vợ anh, tôi thực sự không biết gì hết. Là tại Cao Nhược Hàm. Là cô ta bảo tôi hãy làm khó Cao Vi Vi, là Cao Nhược Hàm đã chỉ thì tôi làm như vậy. Món nợ của Cao Nhược Hàm, đương nhiên là tôi sẽ tự đích thân đi đòi lại. Còn ông, ban nãy ngón tay nào của ông đã đánh vào mặt vợ tôi. Tôi không dám, tôi không dám, mau đưa tay ra. Nếu không để đích thân Tiêu tiên sinh ra tay, tôi sẽ giết chết cậu. Tôi đưa ra đây. Đại nhân tha mạng. Ngày mai tôi sẽ tìm đến nhà Cao Vi Vi để xin lỗi cô ấy. Tôi sẽ trả lại gấp 10 lần số nợ của tôi. Đáng lẽ bây giờ ông nên cảm thấy may mắn. Giờ tôi chưa muốn tiết lộ thân phận của mình quá sớm trước mặt vợ của tôi. Nhớ kỹ những lời ông vừa nói. Ngày mai đích thân đến cửa để xin lỗi vợ tôi. Còn một điều nữa. Tất cả mọi chuyện xảy ra tối nay không được phép để lộ ra ngoài. Hiểu chưa? Đại nhân, tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn đại nhân đã không giết tôi. Cảm ơn đại nhân đã không giết tôi. Tiêu tiên sinh, chuyện này là Long Cửu đã thất trách. Sau này ở Bắc Giang, anh có bất cứ chuyện gì cần đến Long Cửu, cho dù có lên núi cao xuống biển lửa, Long Cửu cũng sẽ không chối từ. Đúng là có một chuyện này cần ông và Giang Bắc Thần đi xử lý. Mời đại nhân phân phó. Chuyện là thế này, Cao gia đề ra cho vợ tôi 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất đã hoàn thành rồi. Còn điều kiện thứ hai, cô ấy phải lôi kéo 3 doanh nghiệp hợp tác với Cao gia. Chuyện này giao cho hai người xử lý, càng nhanh càng tốt. Nhưng có một điều, không được để lộ sự tồn tại của tôi. Vâng, đại nhân, xin anh hãy yên tâm, tôi sẽ sắp xếp ngay trong đêm nay. Đúng rồi đại nhân, lần này anh đến Bắc Giang, có thể nói Bắc Giang đang trong thời kỳ hưng thịnh. Tiểu nhân muốn mời đại nhân ăn một bữa riêng ở trong câu lạc bộ của mình. Không biết. Vô liêm sỉ. Đại ca, tôi là người mà ông muốn mời là mời sao? Giang Tổng, dưới trướng của ông có một tên thuộc hạ tài ba tên là Trần Hiên. Đại nhân quen tên Trần Hiên này ư? Bữa riêng này tôi có thể ăn, nhưng nhất định phải gọi tên Trần Hiên này đi cùng. Đại nhân anh yên tâm, tôi nhất định sẽ gọi cậu ta đến. Trần Hiên, dám động vào vợ tôi. Hôm nay tôi vui tính, cũng đã đến lúc chúng ta nên tính món nợ này rồi. Vậy thì đi thôi. Mời đại nhân. Mời đại nhân. Chỗ này cũng ổn đấy. Có tâm rồi. Đại nhân anh cứ nói đùa. Anh nói đùa rồi. Mời anh. Ai ở đó? Tóm cô ta lại. Anh rể. Dừng tay lại. Em. Chị em không đến à? Anh rể. Em xin lỗi. Là một mình em tự lén lút qua đây đấy. Chị em không biết gì hết đâu. Chị em không qua đây thì tốt rồi. Bây giờ vẫn còn nhiều chuyện chưa thích hợp để cô ấy biết. Nếu đã theo đến đây rồi, vậy thì hãy đi cùng anh đi. Vâng ạ. Tên giám đốc cao cấp của công ty ông tên Trần Hiên đó đã đến đây chưa? À, đại nhân, cậu ta đã đến đây để đợi anh lâu lắm rồi. Tôi sẽ cho người gọi cậu ta đến ngay đây. Mau, đi gọi Trần Hiên vào đây cho tôi. Cao Tiểu Dĩnh, sao cô lại ở đây? Trần Hiên, còn không mau bái kiến đại nhân đi. Vị đại nhân này là người đến tôi còn phải vâng dạ. Nếu như cậu có thể có được sự đánh giá của vị đại nhân này, vậy thì ngay thành công của cậu sẽ sớm đến thôi. Trần Hiên bái kiến đại nhân, không biết đại nhân có gì chỉ giáo. Trần Hiên, nghe nói, dưới sự chỉ huy của Trần Thục Chân, cậu đã điên cuồng theo đuổi Cao Vi Vi đúng không? Tôi còn nghe Giang Tổng nói, cậu đã nộp đơn xin tham dự đám cưới thế kỷ vào tháng tới rồi à? Thế nào, cậu muốn đưa Cao Vi Vi đến dự đám cưới thế kỷ đó ư? Đại nhân, sao anh biết chuyện đó? Trần Hiên, cậu im mồm cho tôi, đại nhân hỏi cậu cái gì thì cậu trả lời cái đó, cậu có tư cách gì mà hỏi ngược lại? Được rồi, Trần Hiên, nếu cậu đã muốn biết, vậy thì cậu hãy ngẩng đầu lên. Nhìn xem tôi rốt cuộc là ai. Anh là Tiêu Thiên Sách, là người đàn ông mà Cao Vi Vi đưa về nhà đó ư? Cậu được lắm Trần Hiên, một tên khốn vô dụng, cậu dám ngó ngàng tới người phụ nữ của đại nhân ư? Tôi thấy đúng là cậu đã chán sống rồi. Người đâu? Trói cậu ta lại, làm cậu ta biến mất cho tôi. Đại nhân, đại nhân, tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi không biết thân phận của anh, nếu tôi mà biết thân phận của anh, có cho tôi 10.000 cái lá gan nữa tôi cũng không dám. Đại nhân tha mạng cho tôi đi mà. Bỏ cậu ta ra đi, Trần Hiên, thực ra khoảnh khắc vừa nãy, tôi cũng khá là muốn khiến cậu trực tiếp biến mất. Đại nhân tha mạng cho tôi. Có điều, cho dù khiến cậu biến mất, thì người mẹ vợ đấy cũng sẽ tìm cho tôi một người thứ hai như cậu. Đại nhân, anh yên tâm, tôi sẽ đi gặp Trần Thục Chân ngay lập tức, tôi sẽ từ bỏ việc theo đuổi vợ của anh, coi như cậu cũng thông minh. Vậy, cụ thể là làm như thế nào? Cậu tự xem mà xử lý nhé.
Còn về chuyện thân phận của tôi, đại nhân, anh cứ yên tâm. Tôi biết tôi nên làm gì. Tôi biết mà. Trần Hiên, tốt nhất là cậu đừng có mà làm điều gì ngu ngốc tự cho mình là đúng. Cẩn thận với cái mạng chó của cậu đấy, đưa cậu ta đi. Anh rể, rốt cuộc anh là ai vậy? Tiểu Dĩnh, không biết, em đã từng nghe tới chiến thần của bộ chiến tranh chưa? Chiến thần ư, đương nhiên là em biết rồi, đó là thế lực cốt cán của Long Quốc chúng ta. Mỗi một vị đều có quyền lực cao ngút trời, anh họ của Cao Nhược Hàm. Cao Vân Sung, chẳng qua anh ta chỉ là một tướng quân cấp 4, mà đã có thể khiến Cao Nhược Hàm đắc ý gần chết rồi. Đợi đã, anh rể, anh nói anh là chiến thần của bộ chiến tranh ư, nếu không thì đại ca của tôi làm sao có thể khiến Giang Bắc Thần và Cửu Long nghe lời đến thế được. Vậy tập đoàn Bắc Giang và tập đoàn Cửu Thiên đồng thời cùng tuyên bố đám cưới thế kỷ ấy. Anh đã nợ chị em quá nhiều rồi. Đây cũng chỉ coi như là sự bồi thường nhỏ nhất mà anh có thể làm. Vậy tại sao anh không nói với chị em thân phận thật của anh, để chị em chịu nhiều khổ như vậy? Anh bị sa thải ra khỏi bộ chiến tranh rồi. Bị sa thải ư? Vậy, lẽ nào là vì tên Châu Kiệt của Tiền Giang đó ư? Bộ chiến tranh sa thải anh vì chuyện này sao? Chẳng phải anh chỉ đánh tên Châu Kiệt đó một trận thôi sao? Cao tiểu thư, là cô nghĩ rằng mấy tên cặn bã đó nhốt con gái của đại ca tôi vào chuồng heo, còn ức hiếp chị dâu của tôi? Đại ca của tôi chỉ đơn giản là đánh bọn họ một trận thôi sao? Châu gia đã bị diệt vong, đây chính là lý do mà anh bị sa thải ra khỏi bộ chiến tranh. Tội diệt môn là tội không thể tha thứ. Vậy anh vì chị gái em và tiểu tiểu mà từ bỏ chức vị chiến thần và còn tiêu diệt một gia đình hào môn, anh làm như vậy có đáng không? Đương nhiên là đáng rồi. Anh sẽ không bao giờ hối hận vì những gì đã làm ở Tiền Giang. Kể cả bộ chiến tranh có sa thải anh hoàn toàn, kể cả anh phải chọn đi chọn lại 1.000 lần một vạn lần, thì anh vẫn lựa chọn sẽ làm như vậy. Người làm nhục vợ anh, cả dòng họ đều phải tạm tội. Được, được, tôi biết rồi. Đại nhân, chuyện giúp cô Cao Vi Vi ký kết hợp đồng, tất cả đều đã được xử lý xong hết rồi. Bây giờ tất cả các chủ tịch đều đang tới Cao gia để tiến hành ký hợp đồng. Được, đi thôi, chúng ta cùng về chứng kiến sự trở lại Cao gia của chị em. Đúng rồi, tạm thời em đừng nói cho chị em về thân phận của anh nhé. Anh rể, anh yên tâm, em thề em sẽ không để chị em biết về thân phận của anh đâu. Em sẽ giữ bí mật giúp anh. Ồ, Cao Vi Vi, cô không vội đi hoàn thành 3 điều kiện đó đi. Cô vẫn còn tâm trạng để đến công ty à? Nhược Hàm, cô là phó tổng của tập đoàn, chắc chắn trong tay cô phải có giấy nợ của tập đoàn. Tôi muốn dùng giấy nợ của tập đoàn để tới tập đoàn Cửu Thiên đòi nợ. Xem ra, cô đã thất bại rồi. Giấy nợ cô cũng không cần dùng nữa đâu. Dù sao thì cô cũng không thu được nợ về đây. Là ai nói Vi Vi không đòi được nợ về vậy? Tiêu Thiên Sách, ý của anh là, anh có thể giúp Vi Vi thu hồi được khoản nợ đó ư? Việc thu hồi khoản nợ chỉ là chuyện nhỏ. Anh mạnh miệng quá nhỉ? Vậy thì đợi khi nào anh thu được nợ đã rồi nói. Vương Tổng, Vương Tổng, sao anh lại đến đây? Tránh ra, Vương Tổng, ông đây là... Tôi bị ngã. Tôi bị ngã đấy. Cao tiểu thư, khoản nợ 234 vạn. Tôi đã thanh toán toàn bộ số tiền đó vào tài khoản của công ty các cô rồi, còn thêm 34 vạn, đó chính là lợi tức. Hôm nay tôi đến đây là để chân thành xin lỗi cô một câu, chuyện ngày hôm qua, tôi thực sự rất xin lỗi, mong cô nhất định phải tha thứ cho tôi đấy. Vương Tổng, ý của ông là, ông đã trả hết nợ rồi ư? Cao tiểu thư, đây là giấy chứng minh đã chuyển khoản, để thể hiện sự thành ý của tôi. Tôi đã mang một bản hợp đồng mới qua đây. Tập đoàn Cửu Thiên chúng tôi sau này rất mong được hợp tác lâu dài với Cao gia. Sản phẩm của các cô chúng tôi sẽ lấy hết. Đúng rồi Cao tiểu thư, sau khi bản hợp đồng này được đóng dấu sẽ có hiệu lực ngay tức khắc. Mời cô xem qua trước. Vậy tôi xin phép đi trước nhé. Thế nào hả? Bây giờ khoản nợ đã thu được rồi, các người còn có gì để nói nữa không? Kiêu căng cái gì cơ chứ? Tôi với tập đoàn Bắc Giang cũng sắp hợp tác với nhau rồi. Hơn nữa, vẫn có 2 điều kiện. 2 điều kiện còn lại, tôi cũng sẽ nhất định đáp ứng được. Ông nội, cháu xin phép đi trước. Vivi, em và mẹ đang làm gì vậy? Hôm qua đột nhiên Vương Bưu trả nợ. Em với mẹ tưởng là Trần Hiên giúp, nên muốn mời anh ta ăn một bữa để cảm ơn anh ta. Trần Hiên hả? Cậu ta không có năng lực lớn như vậy đâu. Không phải cậu ấy chẳng lẽ là cậu sao? Không biết ngại mà tự soi gương xem lại mình đi. Mẹ à, trông chả ra gì. Alo, Trần Thiếu à? Cái gì cơ, cậu ra nước ngoài rồi sao? Tạm thời không về nữa á? Chị à, không hay rồi, chị họ với tập đoàn Bắc Giang đang đàm phán chuyện hợp tác rồi. Ông nội đang bảo chúng ta đến nhà hàng ăn mừng ngay bây giờ đấy. Xin lỗi nhé, tôi đến muộn rồi. May đúng là các người đã đến muộn rồi. Tôi đã giành được sự hợp tác của tập đoàn Bắc Giang rồi. Ông nội cũng đã đồng ý nhường lại chức vị phó chủ tịch cho tôi rồi. Cô nói xem, có thể nào có khả năng này không? Tại người ta bận quá nên ký nhầm người rồi, làm sao có thể như vậy được? Ký nhầm người ư?
Chẳng lẽ ý của anh là tập đoàn Bắc Giang muốn ký hợp đồng với Cao Vi Vi? Cậu nói đúng lắm. Đúng thật là không biết xấu hổ. Chuyện này là sao đây? Các người đang làm gì vậy? Cao Nhược Hàm. Dương Tổng, sao ông lại đến đây? Dương Tổng, tại sao ông lại đánh tôi? Đánh cô á? Tôi còn muốn giết cô nữa kìa. Người tôi muốn ký hợp đồng cùng là cô Cao Vi Vi. Cô là cái thá gì? Cô dám mạo danh Cao Vi Vi, hại tôi bị chủ tịch Giang mắng cho một trận tơi bời. Dương Tổng, chẳng phải là ông muốn ký hợp đồng với Cao gia hay sao? Với tôi cũng giống nhau mà. Cô thì là cái thá gì? Cô mà cũng xứng á? Cô Cao Vi Vi là ai vậy? Là tôi đây. Cao tiểu thư, bản hợp đồng lần trước không tính, đây là bản hợp đồng mới của tôi. Cô xem có vấn đề gì không? Nếu không có vấn đề gì, thì chúng ta có thể ký tên được rồi. Không có vấn đề gì hết. Dương Tổng. Cao lão gia, chuyện ông hứa nhường vị trí phó chủ tịch, ông đừng quên đấy nhé. Thiên Sách, Vi Vi, hai người ngồi trước đi đã. Thiên Sách, cậu quen với người của tập đoàn Bắc Giang sao? Ông nói xem. Cậu yên tâm, những gì tôi đã hứa, tôi nhất định sẽ không nuốt lời. Hai ngày nữa, tôi sẽ tuyên bố trước công ty chuyện thăng chức cho Vi Vi lên vị trí phó chủ tịch. Thiên Sách, anh đã làm kiểu gì mà được như thế vậy? Ngốc ạ, em không nhớ những gì anh đã từng nói với em sao? Ngày trước anh cũng từng là người làm kinh doanh, tuy kinh doanh thất bại, nhưng các mối quan hệ anh có được đều vẫn còn ở đó. Thiên Sách à, có phải là em rất vô dụng phải không? Vi Vi, thực ra anh cũng không giúp gì được nhiều cho em. Sở dĩ tập đoàn Bắc Giang lựa chọn hợp tác với em, chủ yếu vẫn là vì năng lực của em xuất chúng. Anh ở giữa, chỉ phụ trách làm cầu nối cho hai bên mà thôi. Thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Cao lão gia, xem ra bữa ăn hôm nay chắc ăn cũng không được ngon miệng nữa rồi. Hay là chúng ta hẹn nhau vào hôm khác nhé? Được. Đúng rồi, tôi khuyên cậu mau chạy về nhà xem đi. Nói không chừng Tôn gia nhà cậu sắp phá sản rồi đấy. Ăn nói linh tinh. Alo, bố à, nghịch tử, cậu đã làm cái gì vậy hả? Hai ngày hôm nay Bắc Giang, Long Cửu và còn cả Giang Bắc Thần nữa, đột nhiên tuyên bố cắt đứt quan hệ hợp tác với chúng ta. Và còn muốn phong sát chúng ta nữa. Cậu mau cút về đây cho tôi. Trời ạ, Nhược Hàm à, con bình tĩnh một chút đi. Bố à, bố bảo con phải bình tĩnh thế nào đây? Con tiện nhân Cao Vi Vi đó đã cướp đi chức vị phó chủ tịch vốn dĩ đã thuộc về con rồi. Bây giờ con đã trở thành trò cười cho cả công ty rồi đây này. Nhược Hàm à, đây đều là quyết định của ông nội con, bố đâu thể làm trái được. Không, con muốn lấy lại hết tất cả những gì thuộc về con. Bố à, chẳng phải anh hai đã nắm quyền của bộ Thiên Anh rồi sao? Bây giờ bố hãy gọi điện thoại cho anh ấy, để anh ấy về đây giúp con. Được, để bố gọi nó về ngay bây giờ. Đại ca, hôn lễ đã được chuẩn bị xong hết rồi. Tiệc cưới sẽ được triển khai bất cứ lúc nào anh muốn. Được, vậy thì chúng ta sẽ tổ chức nó sớm hơn dự kiến 3 ngày. Tất cả quá trình sẽ được phát trực tiếp toàn thành phố. Nếu như chị dâu mà biết, nhất định chị ấy sẽ rất vui. Đúng rồi, liên hệ với bộ chiến tranh, sắp xếp cho tôi một thân phận chiến thần. Như vậy, thân phận cũng xứng với một đám cưới thế kỷ. Vâng. Tướng quân, người nhà của anh gọi điện thoại đến. Được, lui xuống đi. Vâng. Anh à, em bị người khác bắt nạt rồi. Ai dám bắt nạt em gái của anh? Là con đàn bà xấu xa tên Cao Vi Vi. Không biết cô ta nhặt ở đâu một gã đàn ông rẻ tiền tên là Tiêu Thiên Sách. Bọn họ đã dùng những thủ đoạn đê hèn để ép ông nội đưa vị trí phó chủ tịch cho Cao Vi Vi, và còn khiến em không thể ở lại Cao gia được nữa. Anh à, thì anh nhất định phải ra mặt giúp em với đấy. Nhược Hàm, em đừng khóc nữa. Anh vừa nhận được mệnh lệnh, anh sắp đưa quân về Bắc Giang rồi. Đến lúc đó, anh nhất định sẽ đòi lại công đạo cho em. Anh nói thật hay giả đấy? Đương nhiên là thật rồi. Em yên tâm, bây giờ anh sẽ về Bắc Giang. Đến lúc đó thì anh nhất định sẽ đòi lại công đạo cho em. Vâng, xuống dòng cảm ơn anh trai. Được. Tiêu Thiên Sách. Sung Hy, ông nghe Nhược Hàm nói, cháu đã được lên chức rồi à? Thì cháu thống lĩnh 3.000 anh dương vệ ư? Ông nội chúc mừng cháu nhé. Từ nay về sau, dưới sự dẫn dắt của cháu, Cao gia chúng ta sẽ một bước bay lên trời. Ông nội à, cháu đang có quân lệnh, nhiều nhất chỉ có thể ở lại một ngày. Cháu trở về đây ngay trong đêm, chỉ để hỏi một câu, Cao Vân Sung tôi còn có phải là người của Cao gia nữa không? Lời của tôi nói còn có ai nghe không? Sung Hy à, cháu đang nói cái gì vậy hả? Cháu là hy vọng của nhà họ Cao chúng ta đương nhiên là sẽ nghe cháu rồi. Bố với chú hai thì sao?
tất cả đều nghe cháu hết. Vậy được, vậy cháu muốn hỏi một điều. Cháu chinh chiến ở bộ chiến binh, tại sao mọi người lại để một người ngoài bắt nạt con gái của nhà họ Cao chúng ta, bắt nạt em gái cháu? Sung Hi à, cháu đừng hiểu lầm, tên Tiêu Thiên Sách đó có một chút thế lực ở đằng sau. Cậu ta kéo được sự hợp tác của tập đoàn Bắc Giang và tập đoàn Cửu Thiên cho chúng ta. Điều này rất có lợi cho sự phát triển sau này của chúng ta mà. Cũng rất có lợi cho việc cháu thừa kế Cao gia sau này. Nếu đã như vậy, vậy thì hãy để hết tất cả sự hợp tác này chuyển thành cho Nhược Hàm đứng tên. Sung Hi à, không được đâu, không được đâu. Ông nội, cháu chỉ nói đúng một lần thôi. Thì ông có đồng ý hay không hả? Được. Ông đồng ý với cháu. Sung Hi à, lần này cháu vội vàng trở về đây xuống dòng rốt cuộc là có chuyện gì? Lần này về đây là vì đám cưới thế kỷ của 3 ngày sau. Còn thông tin chi tiết là cơ mật, cháu không được phép tiết lộ. Đám cưới thế kỷ ư? Chẳng phải là nó sẽ được tổ chức vào tháng sau sao? Thì tại sao lại tổ chức sớm hơn dự kiến? Đây là cơ mật, anh không tiện để nói. Sung Hi không muốn trả lời mấy vấn đề này thì cháu đừng hỏi nữa. Sung Hi à, cháu đi nghỉ sớm đi. Hôm nay, Sung sao em lại ăn mặc sang trọng thế? Anh Vân Sung của bộ chiến binh trở về rồi, nghe nói anh ấy được thăng chức rồi. Ông nội bảo em từ đó để ăn mừng, vốn em định đi cùng anh, nhưng mà bố em nói anh không có tên trong gia phả nên không thể tham dự. Không sao đâu, em đi sớm về sớm nhé. Tạm biệt mẹ nhé. Đắc ý cái gì cơ chứ? Chứ chỉ là thăng chức thôi mà. Thiên Sách nhà chúng tôi cũng là người của bộ chiến binh. Nếu không phải xuống dòng mẹ à? Đừng nói nữa, sắp bắt đầu rồi, tìm một vị trí để ngồi xuống đi. Hôm nay, Cao gia chúng ta vẫn còn một chuyện vui nữa muốn công bố với mọi người. Mấy năm gần đây, công việc kinh doanh của Cao gia chúng ta đang trên đà phát triển. Đương nhiên, trong đó không chỉ có công lao của lão già này, tất cả chủ yếu là công lao của các thế hệ trẻ. Vừa hay, tất cả mọi người của nhà họ Cao đều có mặt ở đây. Tôi tuyên bố một quyết định. Tôi quyết định chọn ra một người làm phó chủ tịch để trợ giúp tôi quản lý chuyện công ty. Lão già, ông mau nói đi. Được. Vậy tôi sẽ không vòng vo nữa. Phó chủ tịch mới của nhà họ Cao chúng ta chính là Cao Nhược Hàm. Cảm ơn mọi người. Sau này mong mọi người trợ giúp nhiều hơn. Tôi cũng sẽ nỗ lực hơn, cùng hợp tác để mang lại nhiều lợi ích hơn. Bố à, bố nói thế là có ý gì? Chẳng phải chúng ta đã nói là sẽ dành chức vị phó tổng cho Vivi rồi sao? Tại sao tự nhiên bố lại đổi ý vậy? Bố à, bố quá đáng quá rồi đấy. Con cần một lời giải thích, là quyết định của cháu đấy. Nếu như chú ba không hài lòng thì chú ba có thể tìm đến cháu. Cao Nhược Hàm, cô đừng có mà quá đáng quá. Cô có bản lĩnh thì cô tự đi mà đàm phán đi. Cô việc gì phải dùng những thủ đoạn bẩn thỉu để cướp đi những gì của tôi? Cái thứ không biết lớn nhỏ, mở mồm ra là Cao Nhược Hàm. Con bé là chị của cô. Còn nữa, kể từ lúc tôi xuất hiện ở đây mà cô đã gọi tôi một tiếng anh lớn chưa hả? Cậu dám đánh con gái tôi sao? Liều mạng với cậu. À, mẹ ơi, tên xúc sinh này. Bố, bố ơi, Thiên Sách, thì sao anh lại đến đây? Bởi vì anh không yên tâm nên đã qua đây xem. Em đưa bố mẹ đi trước đi. Nhưng mà không có nhường nhị gì hết. Em quên rồi à? Anh cũng xuất thân từ bộ chiến tranh mà. Cậu ta không phải là đối thủ của anh. Em đi đi. Cao Vân Sung, là cậu tự tìm đến cái chết. Đứng lại, dám bước thêm một bước nữa thì đừng trách tôi không khách khí. Tiêu Thiên Sách, nếu anh đã muốn chết, vậy thì tôi sẽ cho anh tọa nguyện. Mờ Dương vậy ở đâu? Giết chết anh ta cho tôi. Ngón tay nào của cậu đã động vào vợ tôi? Lẽ nào thì anh định muốn khai chiến với bộ chiến binh sao? Ngón tay nào hả? À, hôm nay tôi sẽ phế đi một bàn tay của cậu. Nếu sau này cậu còn làm điều ác nữa, tôi nhất định sẽ lấy mạng của cậu. Sung Hi, Sung Hi, Sung Hi. Mẹ thế nào rồi, xuống dòng mẹ không sao? Thiên Sách, anh đưa em đi đi. Em không muốn ở lại Cao gia nữa. Được, cho anh thời gian một ngày. Trong một ngày sau, chúng ta sẽ rời khỏi Bắc Giang. Vivia, cho con xem ai đến kìa. Vũ Tuyền, sao chị lại đến đây? Vivia,
lẽ nào em quên rồi sao? Tối nay ở bên này sẽ tổ chức một đám cưới thế kỷ, chuyện lớn như thế, chị làm sao có thể bỏ lỡ được? Đám cưới thế kỷ, chẳng phải là một tháng sau mới tổ chức sao? Trời ạ, trong đám cưới thế kỷ được tổ chức trước dự kiến mà, hơn nữa nó sắp được bắt đầu rồi, đi thôi. Thì chúng ta cùng đi nhé. Được. Chủ tịch Yang. Cao tiên sinh, có một nhân vật lớn muốn mời ông tham gia một đám cưới thế kỷ. Nhân vật lớn ư? Xin mời. Còn một tiếng nữa là đám cưới thế kỷ bắt đầu rồi. Mau ra lệnh cho tất cả tăng tốc. Vâng. Sung Nhi à, cháu không sao chứ? Anh, bây giờ là mấy giờ rồi? Xuống dòng bây giờ là 5 giờ 30 chiều. Không hay rồi, xong môn đờ anh dậy. Trong đám cưới thế kỷ sắp bắt đầu rồi. Sung đi, người tổ chức đám cưới thế kỷ này, rốt cuộc là ai vậy? Còn cần đến cháu phải đi bảo vệ ư? Thì nói thật cho mọi người biết vậy. Người đứng sau người tổ chức bữa tiệc này là chiến thần của Long Quốc. Hôm nay, không chỉ có cháu phải đi bảo vệ, ngay cả chiến thần Vương Trường Sinh cũng phải có mặt ở đó. Không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Cái gì? Ở chiến thần ư? Đều đã là chiến thần, vậy thì tất cả mọi chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Anh à, thì em muốn đi gặp chiến thần. Nhược Hàm, em định, tên Tiêu Thiên Sách này không coi pháp luật ra gì. Em muốn nhân cơ hội này để tố cáo với chiến thần đại nhân, để anh ta phải chết không có chỗ chôn. Đúng, chiến thần đại nhân vô cùng căm hận những người như vậy, nhất định sẽ không tha cho cậu ta đâu. Được, vậy mọi người đi cùng cháu. Vivi à, chị đột nhiên có chút chuyện, em ở đây đợi chị một chút nhé. Vũ Tuyền à, dì cũng đi cùng cháu nhé. Ừm được. Trời ạ, sao cô vẫn còn đứng ở đây vậy hả? Mau theo tôi vào trong này. Có phải các người nhầm lẫn gì rồi không? Tôi không phải. Được rồi, đừng nói gì nữa nhé, hãy nhắm mắt lại. Chúng ta xin mời cô dâu mở mắt ra. Có phải là các người nhầm lẫn gì rồi không? Tôi không phải là cô dâu đâu. Vivia, chị à, hôm nay chị đẹp quá. Tiểu Dĩnh, Vũ Tuyền, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Vivi, thì xin lỗi nhé. Khoảnh khắc này, mà anh đã để em chờ đợi bao nhiêu năm như vậy? Là anh ta ư? Sao có thể như vậy được? Sao có thể là anh ta được? Tôi không tin. Ông nội, tôi sai rồi. Thực sự đã sai rồi. Chúc mừng chiến thần tân hôn vui vẻ. Chúc chiến thần tân hôn vui vẻ. Anh ta thực sự là chiến thần sao? Trời ơi, thì hạnh phúc thật đấy. Thiên Sách à, đây là thật sao? Không phải là em đang nằm mơ đấy chứ, Vivi. Đây toàn bộ đều là sự thật. Vivi, em có bằng lòng gả cho anh không? Mẹ gả cho bố đi. Mẹ gả cho bố, gả cho anh ấy đi. Gả cho anh ấy đi, gả cho anh ấy đi. Gả cho anh ấy đi, em đồng ý. Ngốc ạ, hôm nay là ngày đại hỷ của chúng ta, em phải vui vẻ chứ. Thiên Sách, anh thực sự là chiến thần Long Quốc sao? Ngày trước thì đúng, có điều bây giờ anh chỉ là người chồng của một người phụ nữ, là một người cha của đứa trẻ, đứa con gái tội nghiệp của tôi. Tôi biết ngay là tôi không nhìn sai chàng trai Thiên Sách này mà. Cuối cùng Vivi cũng đã có được hạnh phúc mà con bé mong muốn rồi. Cao Vân Sung, cậu thật là to gan, cậu dám vô lễ với người nhà của chiến thần. Chiến thần đại nhân, cậu không phải nhiều lời, kể từ ngày hôm nay tước đi chức vụ hiện tại của cậu, giáng chức xuống làm phụ tá. Vâng. Anh trai? Ai là anh trai của cô? Cút đi cho tôi. Cao Nhược Hàm, tôi nói cho cô biết, cô hại tôi thê thảm lắm rồi đấy. Chồng à, có chuyện gì thế? Đừng có gọi tôi là chồng. Kể từ giờ trở đi, chúng ta chấm hết rồi. Cao Vivi, tôi muốn cô phải chết.
Cao Nhược Hàm, kiếp sau đừng có ngu xuẩn như vậy nữa. Vivi, ngày mai chúng ta đăng ký kết hôn xong thì chúng ta sẽ rời khỏi Bắc Giang. Được, thì bố ơi, con muốn đi cùng hai người. Được, bố sẽ đưa hai người cùng rời khỏi nơi này. Thiên Sách à, anh vì em mà từ bỏ chức vị chiến thần, như vậy thực sự xứng đáng sao? Đáng chứ, cho dù vì em và Tiểu Tiểu mà mất đi cái mạng này của anh. Thôi được rồi, đừng nói nữa. Chúng ta đi thôi. Đi thôi, cung tiễn chiến thần. Đợi đã. Ông nội, ông làm gì vậy? Chiến thần đại nhân, tôi có mắt như mù. Tôi thực sự già nên hồ đồ mất rồi. Anh có thể thì tha thứ cho chúng tôi được không? Nếu như anh có thể tha thứ cho chúng tôi, bây giờ chúng tôi ngay lập tức giao công ty cho Vivi. Tôi sẵn sàng nhường lại vị trí Cao gia gia chủ cho Cao Chính, Cao Viễn Sơn. Ông cũng được coi là một người thông minh, chẳng phải ngay từ đầu lúc tôi ra tay giúp đỡ Vivi ông đã nhận ra rồi hay ra rồi hay sao? Nhưng rất tiếc ông thông minh lại thông minh quá. Cứ như vậy thì ông đã bỏ lỡ một cơ hội khiến Cao gia có thể tốt lên. Chúng ta đi thôi. Bố à, ta thực sự đã già nên hồ đồ quá rồi. Vợ à, từ giờ trở đi em sẽ là người vợ hợp pháp của anh rồi. Chồng à, anh có hối hận không? Hối hận cái gì cơ? Hối hận vì đã đánh mất chức vị chiến thần. Ngốc ạ, điều anh hối hận nhất trong cuộc đời mình đó chính là không quay trở lại sớm hơn, để ở bên em và Tiểu Tiểu. Được rồi vợ à, em xem, chúng ta đã rời xa nhau lâu như thế rồi. Có phải chúng ta nên... Anh đáng ghét thật đấy. Căn nhà, trong căn nhà lớn quá đi mất. Chồng à, cảm ơn anh nhé. Nếu không thì cả nhà chúng ta tới đây còn phải tìm nhà nữa. Em không cần phải cảm ơn, sau này cả nhà chúng ta sẽ sống ở đây. À đúng rồi, xuống dòng chồng à. Em có một người bạn thân, đang làm việc ở công ty Quân Thị, muốn em qua đó để phỏng vấn thử, thì em cũng muốn thử xem thế nào. Công ty công nghệ Quân Thị ư, sao đột nhiên em lại muốn đến đó làm việc? Công ty công nghệ Quân Thị là công ty công nghệ cốt cán ở Long Quốc chúng ta. Bạn thân của em cũng làm việc ở đó. Hơn nữa, đó là nơi mà em hằng mong ước, em muốn đến đó để thử xem sao. Cái này chắc là không phải trùng hợp đâu, anh cũng muốn đến công ty Quân Thị để gặp một người quen. Người quen ư, là đối tác kinh doanh cũ của anh ư. Cũng coi như là như vậy. Anh à, tập đoàn Quân Lâm thực sự vô cùng đáng ghét, bắt tay với ba đại gia tộc để cắt đứt nguồn sản xuất của chúng ta, khiến các nhà máy của chúng ta không thể nào sản xuất thiết bị được nữa. Bình tĩnh đã, bây giờ cậu cũng đã là một người hơn 40 tuổi rồi, gặp phải những chuyện như thế này thì phải cần bình tĩnh. Phải nghĩ xem nên giải quyết nó như thế nào. Anh, em không thể bình tĩnh được. Tập đoàn Quân Lâm bắt nạt chúng ta thì cũng thôi đi, ba đại gia tộc đó là cái thá gì cơ chứ? Chúng mà cũng dám có ý đồ thu mua chúng ta sao? Nếu như Tiêu Hàn Dạ vẫn còn ở đây. Alo, ông là Quân Khôn phải không? Cậu là ai? Hộ vệ của Thiên Thần Điện, danh xưng xuống dòng Thiên Nhất. Thiên Nhất đại nhân ư, cậu tìm tôi có chuyện gì thế? Không có gì cả. Đại ca của tôi, cũng tức là điện chủ của Thiên Thần Điện, muốn gặp ông. Điện chủ ư? Điện chủ muốn gặp tôi là vì có chuyện gì hả? Không cần phải hỏi, gặp đại ca tôi là ông sẽ biết, anh ấy sẽ đợi ông ở công ty công nghệ Quân Thị. Mau, mau chuẩn bị xe để đến công ty công nghệ Quân Thị, thông báo cho người của công ty công nghệ Quân Thị tổ chức lễ chào mừng. Quản lý, nghe nói hôm nay có nhân vật lớn đích thân đến công ty chúng ta, rốt cuộc người này là ai vậy? Làm sao mà tôi biết được? Không nên hỏi thì đừng có hỏi. Lãnh Ức Quân, ai cho cô ra ngoài này? Mau vào trong đi, tôi là đội trưởng của đội an ninh, ông không có quyền quản lý tôi. Nhiệt liệt hoan nghênh khách quý đến thăm công ty. Tên Quân Khôn này, bố trí cũng được phết đấy. Thiên Sách à, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Vivi, Ức Quân, mọi người đang làm gì vậy hả? Công ty nói có một vị nhân vật lớn sắp ghé thăm công ty công nghệ Quân Thị chúng tớ. Vị nhân vật lớn đó không phải là hai người đấy chứ? Cái gì? Cô quen họ hả? Đây là bạn thân của tôi, Cao Vivi, hôm nay cô ấy đến đây để tham gia phỏng vấn. Phỏng vấn ư? Cái quỷ gì vậy hả? Mau bảo bọn họ cút ra khỏi đây ngay, đừng có làm phiền đến khách quý của tôi. Đúng đúng đúng, mau bảo bọn họ cút đi. Vivi à, hay là chúng ta hẹn lần sau nhé. Thiên Sách, chúng ta về đi. Về làm gì? Không cần phải về đâu. Hôm nay lễ chào mừng này chính là chuẩn bị cho chúng ta đấy. Chúng ta có thể đến Quân Thị, đó là sự may mắn của Quân Khôn ông ta. Ha 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 ha. Lãnh Ức Quân, hai người bạn này của cô chắc có lẽ là chạy ra từ bệnh viện tâm thần đấy hả? Tôi thấy bọn họ bị điên rồi. Chủ tịch là ai? Anh ta là ai cơ chứ? Vivi à, coi như hôm nay từ có lỗi với cậu, tớ cầu xin cậu, cậu đi trước đi được không? Nhỡ may chủ tịch Quân đến thì không hay đâu. Vỗ tay. Chào mừng Lý Thiếu. Lý Thiếu đại giá quang lâm, tôi vô cùng vui mừng. Tên già Quân Khôn NAT cũng khá là thú vị đấy, mới sáng sớm mà đã bày ra cái nghi thức chào mừng như thế này. Chứ còn gì, được Lý gia thu, đó là niềm vinh dự của công ty công nghệ Quân Thị chúng tôi. Bọn họ là
Lý Thiếu, hai người bọn họ chẳng qua chỉ là hai đứa nhà quê nghèo hèn mà thôi, tôi sẽ đuổi bọn họ đi ngay bây giờ đây, sẽ không làm ô nhiễm mắt Lý Thiếu đâu. Còn đứng ngơ ra đấy làm gì? Con không mau đuổi đi. Thiên Sách à, hay là chúng ta đi trước đi? Chúng ta đừng làm khó Ước Quân. Đi á? Không cần đi. Hôm nay anh sẽ đưa em vào. Anh xem, ai dám cản anh lại? Đứng lại, anh dám làm trái lời bổn thiếu gia ư? Cậu là cái thá gì mà cũng dám ngăn cản tôi? Anh muốn chết hả? A, bỏ tôi ra. A, Lý Thiếu, anh dám ra tay đánh Lý Thiếu ư? Anh xong đời rồi, cả cái thiên hải này sẽ không còn nơi nào chứa chấp anh nữa đâu. Đánh cho tôi, đánh thật mạnh cho tôi. Tóm người phụ nữ này lại, tôi phải sỉ nhục anh ta cho tới chết thì thôi. Lên cho tôi. Bảo vệ Vivi giúp tôi nói cho anh biết, tôi là người của Lý gia. Nếu anh dám động vào tôi sẽ giết chết cả nhà anh. A, anh dám làm gãy chân Lý Thiếu ư? Anh bị điên rồi à? Quản lý, lên đi. Nếu như Lý Thiếu mà chết, tất cả chúng ta đều phải đền mạng đấy. Lên, tôi xem ai dám ra tay. Chủ tịch Quân, ông đến đúng lúc lắm. Tên này làm Lý Thiếu bị thương, nếu như Lý gia trách tội xuống, chúng ta sẽ xong đời mất. Lần này Lý Thiếu thu mua công ty công nghệ Quân Thị chúng ta, tất cả là do tên này làm hỏng chuyện. Ăn nói linh tinh, tôi đồng ý bán công ty công nghệ Quân Thị lúc nào vậy hả? Chuyện này là anh là Tiêu. Đúng vậy, tôi chính là Tiêu Thiên Sách. Thiên Sách, ở anh quen chủ tịch Quân ư? Coi như là vậy. 5 năm trước, anh đến thành phố Thiên Hải để kinh doanh, có chút hợp tác với chủ tịch Quân về một số chuyện làm ăn. Vivi à, rốt cuộc chồng cậu có lai lịch như thế nào vậy? Ước Quân à, chuyện này Từ sẽ nói với cậu sau, buổi phỏng vấn của Tứ sắp muộn rồi. Phỏng vấn ư? Phỏng vấn gì cơ? Tiêu tiên sinh, vợ anh còn phải đi làm sao? Sao nào? Không được à? Được, không có vấn đề gì, các người mau tránh ra. Tiêu tiên sinh, mời anh vào trong. Chủ tịch, Lý Thiếu phải làm sao đây? Đưa cậu ta về Lý gia, cứ nói là tôi đã cho người đánh. Thuộc hạ Quân Khôn, bái kiến điện chủ Thiên Thần Điện. 5 năm rồi xuống dòng Quân Khôn, gần đây công ty công nghệ Quân Thị phát triển thế nào rồi? Mong điện chủ hãy giúp tôi, công ty công nghệ Quân Thị chúng tôi sắp phá sản đến nơi rồi. Phá sản ư? Quân Khôn, 5 năm trước tôi đã để lại rất nhiều công nghệ cho tập đoàn Quân Thị, cho dù là óc lợn thì cũng phải đưa tập đoàn đi lên được chứ. Bây giờ ông nói với tôi sắp phá sản rồi. Điện chủ à, anh có điều chưa biết. Từ khi tập đoàn Quân Lâm bị phó Quân Lâm đánh cắp, bắt đầu bắt tay với ba đại gia tộc, điên cuồng chèn ép công ty công nghệ Quân Thị tôi, dẫn đến công ty không thể nào được niêm yết trên sàn chứng khoán, càng không thể mua được nguyên liệu công nghệ. Bây giờ công xưởng đã đình công 1 năm, thậm chí chúng tôi còn không đủ khả năng để vay ngân hàng được nữa. Lại là cái tên phó Quân Lâm này. Ông yên tâm, lần này bản tôn trở về đây chính là để giành lại tập đoàn Quân Lâm. Vậy thì quá tốt rồi Tiêu tiên sinh, hiện nay anh là điện chủ, chỉ cần một câu nói của anh, một tập đoàn Quân Lâm cọt con là có thể bị biến mất ngay tức khắc. Lần này thì tôi không có ý định sử dụng lực lượng của Thiên Thần Điện. Vậy anh định, dù gì Long Quốc cũng là quê hương của tôi, hấp tấp sử dụng lực lượng, hỏng về tình về lý, đều không thích hợp. Lần này, tôi muốn Phó Quân Lâm nếm thử mùi vị của sự phản bội xem như thế nào. Anh cần tôi làm những gì, ông không cần phải làm gì cả. Trong vòng 3 ngày, tôi sẽ có thể khống chế được tập đoàn Quân Lâm. Thêm vào đó, thì tôi sẽ rót cho Quân Thị thêm 500 vạn nữa, đảm bảo công ty công nghệ Quân Thị có thể hoạt động một cách bình thường. Cảm ơn điện chủ. Thuộc hạ tò mò, anh đã trở thành điện chủ của Thiên Thần Điện như thế nào vậy? Không nên hỏi thì đừng hỏi, sau này có nhắc đến tôi với những người bên ngoài, tôi tên là Tiêu Thiên Sách, còn Tiêu Hàn Dạ đã chết cách đây 5 năm trước rồi. Vâng, chào anh, tôi tên là Cao Vi Vi. Nào, ngồi đi, Cao Vi Vi phải không? Trông xinh đẹp thật đấy. Có người yêu chưa? Tôi có chồng rồi. Ồ, nào, đưa tay ra đây cho tôi xem nào. Anh làm gì vậy? Cô gái à, thực ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã thích cô rồi. Hay là cô làm bạn gái tôi đi, tôi đã nói rồi, tôi đã có chồng rồi. Trời ạ, chỉ cần cô đồng ý làm bạn gái của tôi đảm bảo, trong buổi phỏng vấn hôm nay, nhất định sẽ thành công. Con khốn, mà cô dám dùng nước nóng hất tôi sao? Thiên Sách, người phụ nữ của tôi, mà cậu cũng dám động vào ư? Thằng khốn dám đánh tôi à? Cậu đợi đấy cho tôi. Alo, gọi người lên đây. Mau gọi người lên đây cho tôi. Cậu đợi đấy cho tôi. Vivi, chuyện này, xảy ra chuyện gì vậy? Ước Quân, anh ta, mà anh ta quấy rối tớ, còn không mau bắt cô ta lại, để đưa cô ta đến Tuần Thiên Ti. Cô dám đánh tôi sao? Ai muốn làm đội trưởng đội an ninh thì cứ làm, bổn tiểu thư không muốn phục vụ nữa. Vivi xuống dòng chúng ta đi thôi. Chủ tịch, thì xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì mà hấp ta hấp tấp thế?
người phỏng vấn của công ty chúng ta bị cô Cao Vi Vi tố cáo rồi, hơn nữa anh ta còn đắc tội với Tiêu tiên sinh. Tiêu tiên sinh bảo chủ tịch hãy tự lo liệu đi. Cái gì cơ? Chủ tịch? Sao chủ tịch lại đến đây? Có phải vừa nãy cậu phi lễ với cô Cao Vi Vi đúng không? Tôi không biết, tôi không hề, mà tôi không hề biết Cao Vi Vi là ai cả, không biết phải không? Đánh cho tôi. Vâng. Đánh đến khi nào cậu ta nhớ lại thì thôi. Chủ tịch, tôi sai rồi, xuống dòng chủ tịch. Thiên Sách à, em quên mất chưa giới thiệu với anh, đây là người bạn thân nhất của em từ thời đại học, Lãnh Ức Quân. Anh đừng chê thân hình cô ấy nhỏ bé, một mình cô ấy có thể đánh lại được 10 người đấy. Lãnh Ức Quân? Cô với ba đại gia tộc Lãnh gia có quan hệ như thế nào vậy? Tôi, Lãnh gia gia chủ Lãnh Phong, là bố của tôi. Tôi là đứa con gái bị Lãnh gia bỏ rơi. Ức Quân, tại sao cậu chưa từng nói với mình những điều này vậy? Tớ chỉ là xuống dòng một đứa con riêng không được Lãnh gia nhận mà thôi. Có gì hay mà nói? Chồng cậu trở về từ lúc nào thế? 5 năm rồi. Bây giờ mới quay về. Ức Quân, cậu hiểu lầm rồi, lúc tớ mang thai. Thiên Sách không hề biết, hơn nữa anh ấy cũng bị người ta truy sát, chạy trốn ra thành phố khác. Nhưng anh ấy vì tớ mà từ bỏ chức vị chiến thần, trở về Long Quốc rồi. Chiến thần ư? Vivi, cậu không đùa từ đấy chứ? Cho dù cậu có thích anh ta đến thế nào thì cũng không thể bịa ra một lý do thái quá đến như vậy chứ. Ức Quân, chuyện này là sao vậy? Còn không mau quỳ xuống cho tôi. Xin lỗi Cao tiểu thư, mau lên. Cao tiểu thư, tôi đê hèn, tôi vô liêm sỉ, mong cô hãy tha thứ cho tôi. Được rồi, bảo cậu ta cút đi đi, còn không mau cút đi, vân vân vân, tôi sẽ cút ngay đây. Cao tiểu thư, do tôi dạy dỗ chưa tốt, tôi ở đây thành thật xin lỗi cô. Chủ tịch Quân, ông khách sáo quá rồi, chuyện này không liên quan gì đến ông hết. Tôi biết cô vẫn luôn đang tìm công việc. Chỗ tôi vừa hay có một chức vụ trưởng phòng kinh doanh. Không biết hôm nay cô có tiện làm thủ tục nhận chứ không? Trưởng phòng kinh doanh hư? Chủ tịch Quân, chức vụ cao như vậy dùng dòng tôi chỉ làm một người mới mà thôi. Không cao không cao đâu, tôi với Tiêu tiên sinh là bạn bè. Một chức vụ trưởng phòng không là gì cả. Vậy thì cảm ơn chủ tịch Quân rất nhiều. Chỉ là bạn của tôi. Không sao, vậy thì hãy cùng làm đi. Cô ấy làm giám đốc bộ phận an ninh nhé. Tôi làm giám đốc của bộ phận an ninh ư? Giám đốc ngày trước đâu, cậu ta vô lễ với Tiêu tiên sinh nên đã bị giáng chức xuống thành phó giám đốc rồi. Được rồi Vivi, hai bọn em đi làm thủ tục nhận chức với chủ tịch Quân đã nhé. Anh còn có chút chuyện. Vâng, đi đi. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Đến con trai tôi mà cũng không bảo vệ được, tôi còn cần các người để làm gì cơ chứ? Gia chủ, ông bớt giận lại. Tạm thời thiếu gia không sao, đi điều tra cho tôi, để điều tra thật cẩn thận vào, để tôi xem ai dám động thủ trên đầu của Thái Tuế. Vâng, còn không mau cút đi. Nói đi còn có chuyện gì? Gia chủ, đây là thư mời của tập đoàn Phá Quân. Mời ông ngày mai tới tham dự buổi lễ khánh thành. Cái gì? Của tập đoàn Phá Quân ư? Phó thiếu, các người đều đã nhận được một thiệp mời như thế này rồi phải không? Nhận được rồi. Tập đoàn Phá Quân này thực sự quá kiêu ngạo rồi, bọn họ dám lấy tên Phá Quân để đặt. Tôi thấy, bọn họ đúng là đang muốn chết. Đã điều tra ra ai là người đứng sau chống lại tập đoàn Quân Lâm tôi chưa? Điều tra ra rồi. Chính là một tên mới giàu, tên là Tiêu Thiên Sách. Anh ta mới đến Thiên Hải và thành lập ra công ty này, Tiêu Thiên Sách. Anh ta cũng họ Tiêu. Thì phó thiếu, đây không phải là người nhà họ Tiêu đấy chứ, không thể nào, Tiêu gia đang ở Yến Kinh. Hơn nữa, tôi chưa từng nghe qua tên của nhân vật này. Có lẽ là một tên nhà giàu vừa từ nước ngoài về, cố ý chống đối với tập đoàn Quân Lâm tôi mà thôi. Phó thiếu, vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Chúng ta không thể để cậu ta cứ ngông cuồng như vậy được. Đúng đấy, nếu anh ta đã lấy tên là Phá Quân, vậy thì chúng ta hãy xem anh ta phá Quân Lâm của tôi như thế nào. Ba người các người đi gặp cậu ta cho tôi, tốt nhất là hãy cho cậu ta biết ở Thiên Hải ai mới là chủ nhân. Được. Tiêu Thiên Sách. Tiểu à. Mẹ ơi, Tiểu à, hôm nay con có nghịch ngợm gì không đấy? Không có, như Tiểu ngoan lắm, hơn nữa Tiểu còn biết viết nhiều từ lắm đấy. Được, Tiểu thật là ngoan, con đi chơi đi. Sao nào, có tâm sự gì sao? Chủ tịch Quân nói, ngày mai, tập đoàn Phá Quân sẽ rót vốn vào công ty bọn em. Ông ấy bảo em phụ trách lễ cắt băng khánh thành. Nếu chuyện này thành công, công ty công nghệ Quân Lâm chúng em sẽ có thể khôi phục lại vinh quang của 5 năm trước đấy. Đây không phải là một chuyện tốt sao? Sao em lại không vui? Chồng à, anh không biết ý nghĩa của hai từ Phá Quân đâu. Tập đoàn Quân Lâm sẽ không để cho công ty chúng em được thuận lợi đâu. Thì em lo, thì đừng lo lắng, có anh ở đây. Chồng à, hay là ngày mai anh cùng em đi tham gia đi. Cái này, được rồi, anh sẽ đi cùng em. Vivi, thì tớ nghe chủ tịch Quân nói, chủ tịch của tập đoàn Phá Quân họ Tiêu, chẳng lẽ đấy là chồng của cậu, Tiêu Thiên Sách đấy chứ? Chắc là không phải đâu, Thiên Sách, anh ấy không hiểu chuyện kinh doanh đâu, hai người đang nói chuyện gì đấy? Ức Quân nghi ngờ anh, là người sáng lập của tập đoàn Phá Quân. Tiêu Thiên Sách, trông anh cũng thật thà và có trách nhiệm, chắc có lẽ anh đang che giấu thân phận tổng tài trị giá bạc tỷ đấy chứ? Lãnh Ức Quân, có phải cô nghèo điên rồi đúng không?
một tên nhà quê như anh ta. Còn dám nói mình trị giá bạc tỷ ư, Lãnh Vân, tôi muốn nói gì, đó là sự tự do của tôi, cô không cấm được. Đương nhiên là tôi không cấm được rồi, nhưng mà mong cô đừng có làm Lãnh gia phải mất mặt ở bên ngoài. Dù sao thì trong người cô vẫn đang chảy dòng máu của nhà họ Lãnh. Máu của Lãnh gia sao, tôi chả thèm quá cơ, đừng có được nể mặt mà không biết điều, con thứ dã chủng của bố tôi với một người đàn bà quê mùa sinh ra. Mà cũng dám hỗ xược trước mặt tôi. Có lẽ nào cô muốn kế thừa nghề mẹ, chuẩn bị làm tiểu tam rồi đúng không? Anh dám đánh tôi sao? Mồm miệng không có gì che đậy, đáng bị đánh. Cô ta là cao thủ bốn sao, anh cẩn thận. Vân Nhi, cậu là ai? Cậu dám làm Vân Nhi của tôi bị thương sao? Người sáng lập của tập đoàn Phá Quân, Tiêu Thiên Sách. Anh ta thực sự là người sáng lập của tập đoàn Phá Quân. Vivi, chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Tớ cũng không biết. Tiểu tử, cậu chính là Tiêu Thiên Sách à? Tôi khuyên cậu đừng có đối đầu với tập đoàn Quân Lâm. Nếu không cậu sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Bây giờ cậu giải tán Phá Quân ngay lập tức, đi thỉnh tội với Quân Lâm. Thỉnh tội á? Người thỉnh tội nên là cậu ta Phó Quân Lâm mới đúng. To gan, cậu dám mạo phạm Phó Thiếu ư? Chỉ cần một câu của Phó Thiếu đã có thể khiến cậu chết không có chỗ chôn rồi. Mấy con chó giữ nhà các người, có thể tự về hỏi gia chủ của các người xem. Tập đoàn Quân Lâm rốt cuộc có phải là họ Phó hay không? Cậu ăn nói hàm hồ, thứ không biết sống chết là gì. Hôm nay không có ai cứu được cậu đâu, đừng lãng phí lời nói với cậu ta, trực tiếp áp giải cậu ta tới trước mặt Phó Thiếu thỉnh tội là được. Đợi đã, Tiểu Văn, sao con lại đến đây? Bố à, bố nhất định không được tha cho anh ta, những vết thương trên người con đều là do anh ta gây ra. Tiêu rồi, tiêu rồi, lần này thực sự xong đời rồi, ai bảo cậu ta làm gãy chân Lý Thiếu Cơ, cho dù hôm nay cậu ta có xuất thân lớn cỡ nào thì cậu ta cũng xong đời rồi, làm gì có ai có thể cứu được cậu ta cơ chứ. Được, được lắm, tôi sẽ phế tay chân của cậu trước, sau đó tôi sẽ đưa cậu đến trước mặt Phó Thiếu sau. Bố, bố, ai dám động vào anh ta, tôi sẽ giết người đó. Nửa bước chiến thần, Lãnh gia chủ. Lãnh gia ông nở mày nở mặt quá nhỉ, đến một đứa con gái bị bỏ rơi mà cũng có thể tu luyện được tới một nửa trình độ của chiến thần rồi. Bố à, bố giết chết anh ta đi, con phải giết chết anh ta. Trời ạ, cái thứ kém cỏi là không biết sống chết là gì. Tay của tôi, nội lực suy yếu, chắc có lẽ là nhờ đan dược mới được như vậy phải không? Hay là tôi giúp ông tiêu hóa một chút nhé. Cậu ta đang hút nội lực của tôi, mau đến giúp tôi. Cậu ta, cậu ta là chiến thần, cậu ta có sức mạnh của chiến thần. Trời ơi, không ngờ cậu ta lại là chiến thần. Chiến thần trẻ thật đấy, Long Quốc chúng ta có một vị chiến thần nhất tôn trẻ trung như thế này từ khi nào vậy? Vivi, chồng cậu thực sự là chiến thần. Ước Quân, ngày trước tớ đã nói với cậu rồi, anh ấy thực sự là chiến thần. Hơn nữa, anh là còn một chiến thần ngoại thành nữa cơ. Chiến thần ngoại thành ư, chẳng trách tớ nhìn mãi mà không hiểu, rốt cuộc cậu là ai? Long Quốc tôi chỉ có chiến thần Tiêu Chiến Thiên, không thể nào đồng thời có hai chiến thần cùng họ Tiêu được, thật là ngu dốt. Long Quốc tôi đầy rẫy những nhân tài, tại sao lại không thể có thêm một chiến thần họ Tiêu được? Cậu, bố, chắc chắn anh ta là gián điệp của ngoại thành Điền Long Quốc chúng ta để đánh cắp Long Quốc cơ mật. Đúng vậy, chắc chắn cậu ta là gian tế của thành ngoại. Uông Thiên Hải đại nhân đang ở Thiên Hải, chúng ta mau báo Uông đại nhân, để Uông đại nhân gọi Uông chiến thần ra đây để giết chết tên gian tế này. Chú Yến, cháu đã gọi điện thoại trước cho Uông chiến thần rồi, anh ấy sẽ đến sớm thôi. Được, được, được. Lý Văn à, xuống dòng còn làm tốt lắm. Tiểu tử, cho dù cậu đã đạt đến sức mạnh của chiến thần thì đã sao? Uông đại nhân đã đạt tới cấp độ chiến thần từ 5 năm trước rồi, anh ta là một trong những vị chiến thần có sức mạnh vô cùng lớn trong các lão chiến thần, đến lúc đó cậu chắc chắn phải chết. Một tên chiến thần trung cấp trong mắt tôi không là cái gì cả, cậu dám sỉ nhục chiến thần sao? Chiến thần đại nhân đến, bái kiến Uông chiến thần. Đứng dậy đi, Tiêu Thiên Sách. Uông chiến thần đến rồi, anh còn không mau chạy đi. Anh không coi chiến thần là gì sao? Chạy ư, cậu ta chạy đi đâu được. Hey hey hey, nhìn thấy chưa, Uông chiến thần nổi giận rồi, hôm nay cậu chết chắc rồi. Chiến thần Thiên Hải Uông Thiên Hải, bái kiến Tiêu chiến thần. Anh ta thực sự là chiến thần sao? Không thể nào, cậu tuyệt đối không thể nào là chiến thần Long Quốc được, chắc chắn là đã sai ở đâu đó rồi. Thư khốn nạn, Tiêu chiến thần là chiến thần ngoại thành của Long Quốc ta, đây là chuyện mà đích thân Long Soái thừa nhận. Lẽ nào các người đang hoài nghi Long Soái sao? Chúng tôi không dám. Chiến thần Thiên Sách đại giá quang lâm, không biết anh đã tới phủ đệ của tôi thì hãy để tôi thể hiện lòng trung thành của mình với anh. Không cần đâu, tôi đã bị bộ chiến tranh loại bỏ chức vị chiến thần rồi, bây giờ tôi chỉ là một người bình thường mà thôi, hóa ra là một tên phế vật bị bộ chiến binh sa thải. Cho dù Tiêu chiến thần không còn ở bộ chiến binh nữa thì cũng không phải là người mà cậu có thể tùy tiện xúc phạm như vậy. Mong chiến thần tha tội, con trai tôi vẫn còn nhỏ, nó nói năng không suy nghĩ, mong anh rộng lượng tha thứ. Thôi bỏ đi, hôm nay là ngày đại hỷ của tập đoàn Phá Quân của tôi, không thích hợp để chém chém giết giết. Đưa theo người của cậu thì mau đi đi. Vâng.
Đi thôi, cho dù anh có là chiến thần thì đã sao? Đây chính là địa bàn của ba đại gia tộc chúng tôi. Tôi xem ai dám làm ăn với tập đoàn phá quân của anh. Ha ha ha, vậy, e là tôi sẽ làm cậu thất vọng rồi. Chủ tịch công ty công nghệ Quân Thị Quân Khôn đến. Chủ tịch tập đoàn Bắc Giang Giang Bắc Thần đến. Võ gia gia chủ Võ Thao đến. Vương gia gia chủ Vương Trị đến. Trời ơi, đây đều là những thế lực hàng đầu của thành phố Thiên Hải chúng ta đấy. Đúng vậy, không biết Tiêu Chiến Thần có lai lịch như thế nào, mà lại có thể mời được nhiều nhân vật lớn đến như vậy. Bài kiến Chiến Thần Thiên Sách. Không cần phải đa lễ, Quân Khôn, lẽ nào ông muốn đối đầu với tập đoàn Quân Lâm sao? Kể từ khi tập đoàn Quân Lâm chèn ép Quân Thị chúng ta sớm đã là kẻ thù không đội trời chung rồi. Chỉ là vài con chó nhỏ của tập đoàn Quân Lâm thôi, mà cũng dám ngông cuồng chống đối với chủ thượng. Đúng là đồ ngu xuẩn. Ông, thì tôi nói cho các người biết, nước tập đoàn Quân Lâm mới là con rồng của các doanh nghiệp ở thành phố Thiên Hải. Dám chống đối với tập đoàn Quân Lâm tôi, các người sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Biết điều một chút đi, mau chóng rời khỏi đây. Nếu không thì sao? Người khác sợ ba đại gia tộc các người, chúng tôi còn lâu mới sợ. Mời Chiến Thần Thiên Sách bắt đầu nghi lễ cắt băng khánh thành, để chúng tôi có thể chứng kiến được sự kiện lịch sử này. Được, Vivi, lên sân khấu cùng anh. Tôi tuyên bố xong, kể từ giờ trở đi, tập đoàn phá quân chính thức được thành lập. Giang gia tôi, Quân gia tôi, Vương gia tôi, Võ gia tôi chính thức gia nhập tập đoàn phá quân. Thề chết tận chung. Chiến Thần Thiên Sách dám đối đầu với tập đoàn Quân Lâm sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu, khốn nạn. Bố ơi, anh, tôi cho các người thời gian 1 tuần rời khỏi tập đoàn Quân Lâm. 1 tuần sau, nếu các người vẫn còn chấp mê bất ngộ, tôi sẽ đích thân ra tay tiễn ba đại gia tộc các người tất cả cùng lên đường. Được, cứ đợi đấy, cứ đợi mà xem. Thiên Sách à, tập đoàn Quân Lâm có nguồn gốc rất lâu ở Thiên Hải rồi. Liệu Vivi à, cậu nghĩ nhiều rồi. Tuy Chiến Thần Thiên Sách đã rời khỏi bộ chiến binh, nhưng thực tế tập đoàn Quân Lâm không thể uy hiếp được chồng cậu đâu. Chỉ là tớ lo lắng mà thôi. Vivi à, thì em không cần phải lo lắng. Trên đời này chưa có ai có thể uy hiếp được sự an toàn của anh đâu. Quân Khôn, gọi điện thoại cho nha đầu Quân Triều Ca đó, thì bảo cô ấy đến đây. Tập đoàn Quân Thị không thiếu được một nhà thiên tài khoa học như cô ấy đâu. Được được được, thì tôi sẽ gọi điện thoại cho cô ấy ngay lập tức. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Có chút chuyện nhỏ tôi bảo các người làm mà cũng làm không xong. Phó thiếu à, xin hãy nghe chúng tôi giải thích. Không phải là ba chúng tôi không đủ năng lực, mà là tên Tiêu Thiên Sách đó thực sự quá mạnh. Cậu ta không chỉ có thân phận là chiến thần ngoại thành, mà còn có mấy tập đoàn như Bắc Giang và còn nhiều thế lực khác trợ giúp cậu ta nữa. Chúng tôi không phải là đối thủ của cậu ta. Đúng rồi đấy, đến Chiến Thần Uông cũng phải nể mặt cậu ta 3 phần. Các người mau đi điều tra kỹ càng cho tôi, rốt cuộc tên Tiêu Thiên Sách này là ai, dám chọc giận Phó Quân Lâm tôi. Cho dù có là chiến thần thì anh ta cũng phải chết. Vâng vâng, đợi đã. Nghe nói con gái của lão già Quân Khôn kia sắp về rồi, các người mau tiết lộ tin tức này cho Vạn Thần Tổ. Tôi muốn lão già Quân Khôn kia phải hối hận khi đã chống lại tôi. Thần Vương, có cuộc điện thoại từ Long Quốc. Có chuyện gì? Có cuộc điện thoại mật. Nhà khoa học thiên tài của Long Quốc Quân Triều Ca sắp ngang qua Bắc Cảnh. Tin tức có đáng tin không? Không biết. Bất kể là tin tức có đáng tin hay không, tuyệt đối không được để Quân Triều Ca trở về Long Quốc. Tham Lang, có thuộc hạ. Cậu với Khải Tản cùng phục kích ở Bắc Cảnh. Một khi Quân Triều Ca đi ngang qua, nhất định phải xử lý. Nếu như không xử lý được thì sao? Giết. Đó, tôi nhất định sẽ thuận lợi hộ tống Quân Triều Ca trở về Long Quốc, đảm bảo kết quả nghiên cứu khoa học của nước ta không bị đánh cắp. Là chiến thần của kẻ địch ngoại thành của chúng ta, mau đưa Triều Ca về Long Quốc, tôi sẽ giữ chân bọn chúng lại. Vậy ông phải làm sao? Tôi già đầu thế này rồi, chết thì chết thôi, còn cô thì không như vậy. Mau đi đi, lão già này, ông nghĩ ông thực sự có thể giữ chân được chúng tôi sao? Tham Lang, cậu đi đuổi theo Quân Triều Ca, để tôi cản ông ta lại. Sắp rồi, sắp tới Long Quốc rồi. Ông Tiêu, ông cố gắng lên. Quân tiểu thư, chỉ cần cô ngoan ngoãn theo tôi trở về, tôi sẽ không giết chết cô đâu. Cậu nằm mơ đi. Vạn Thần Tổ, các người to gan thật đấy. Các người dám làm điều ác trong đất của Long Quốc tôi sao? Nếu anh dám giết tôi, Tổ Thần Vương của tôi sẽ không tha cho anh đâu. Thần Vương của các người là cái thá gì? Ông ta chẳng qua cũng chỉ một tên bại tướng mà thôi. Rốt cuộc anh là ai? Điện chủ của Thiên Thần Điện, Tiêu Thiên Sách. Vãn bối, Quân Triều Ca, bái kiến điện chủ. Cảm ơn điện chủ đã cứu tôi. Cô là niềm tự hào của Long Quốc. Cô gặp chuyện, đương nhiên là tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được. Điện chủ, cầu xin anh hãy ra tay cứu giúp bác Tiêu. Bây giờ bác ấy đang chiến đấu với một kẻ rất mạnh ở ngoại thành. Tôi lo lắng. Cô yên tâm, tôi đã cử người đi viện trợ rồi. Cô cứ yên tâm trở về Long Quốc chờ đợi là được. Cảm ơn điện chủ. Tại hạ Tiêu Chiến Thiên, là người nhà họ Tiêu của Long Quốc. Cảm ơn ân nhân đã cứu mạng. Xin hỏi ân nhân quý danh? Hóa ra là người nhà họ Tiêu. Không cần cảm ơn tôi,
Tiêu gia, không có một tên nào là tốt đẹp cả. Chẳng lẽ, mấy năm nay tôi rời khỏi Tiêu gia? Tiêu gia đã xảy ra chuyện gì sao? Phó thiếu, Vạn Thần Tổ thất bại rồi. Quân Triều Ca đã trở về rồi. Chuyện gì thế hả? Không phải tôi đã bảo các người chào hỏi Vạn Thần Tổ trước rồi sao? Tại sao nó vẫn thất bại hả? Là tên Tiêu Thiên Sách đó. Tên Tiêu Thiên Sách đó đã làm hỏng chuyện tốt của chúng ta. Lại là cái tên Tiêu Thiên Sách đó. Tôi bảo các người điều tra tin tức. Các người đã điều tra ra chưa hả? Anh ta rốt cuộc là ai? Phó thiếu, thực ra cậu ta là anh em 5 năm trước của anh. Tiêu Hàn Dạ. Cái gì? Tiêu Hàn Dạ ư? Tiêu Hàn Dạ ư? Không thể nào. Tiêu Hàn Dạ đã chết rồi. 5 năm trước anh ta đã chết rồi. Phó thiếu, lúc ban đầu chúng tôi cũng không tin đâu. Nhưng sự thực chính là như vậy. Đúng vậy, Phó thiếu. Chúng ta nói chuyện này với người đó của nhà họ Tiêu đi, để cô ta ra mặt đối phó với Tiêu Thiên Sách. Thế nào? Không được, tâm báo thủ của người phụ nữ đó vô cùng ác. Nếu như để cô ta biết, năm đó tôi không giết chết Tiêu Thiên Sách, thay vào đó lại còn để anh ta trở thành chiến thần. E là tôi sẽ không bảo toàn được tính mạng mất. Lẽ nào chúng ta cứ bỏ qua cho cậu ta như vậy sao? Bỏ qua ư? Cho dù tôi muốn bỏ qua, nhưng tên Tiêu Thiên Sách là người có thù át báo. Chưa chắc anh ta đã tha cho tôi, Phó thiếu. Thuộc hạ có một kế này. Nói đi, Vạn Thần Tổ đã bị lỗ to, nhất định sẽ không phủi tay bỏ qua. Còn quân Triều Ca, lại là miếng thịt trong mắt các nước. Hay là chúng ta nội ứng ngoại hợp, để người của Vạn Thần Tông tự bước vào đây? Lý Diệu, ông điên rồi hay sao? Ông có biết nếu như bộ chiến tranh mà biết được chuyện này, sẽ bị mất đầu đấy. Đúng đấy, cứ làm theo những gì ông ta nói đi. Bố ơi, mẹ nói là không cho con ngủ với hai người. Tại sao vậy à? Tiểu Tiểu à, bây giờ con đã lớn rồi, con nên học cách tự mình đi ngủ rồi. Hồi nhỏ bố cũng đã từng như vậy đấy nhé. Thiên Sách, sao em chưa từng được nghe chuyện hồi nhỏ của anh vậy? Vivi, chuyện của anh hơi phức tạp một chút. Anh nghĩ qua một đoạn thời gian nữa anh sẽ kể cho em nghe, được không? Được. Tiểu Tiểu, chúng ta vào trong trước đi. Mẹ ơi, con muốn đi ngủ. Đại ca, bên tiền tuyến truyền tin tức về. Phó quân Lâm định nội ứng ngoại hợp với Vạn Thần Điện, để ám sát quân Triều Ca, cấu kết ngoại tặc, ý đồ ám sát thiên kiều của Long Quốc ta. Phó quân Lâm cậu ta thực sự càng ngày càng hỗn xược rồi. Vì lợi ích riêng của mình mà phản quốc. Vậy có cần truyền tin tức này về bộ chiến tranh của Long Quốc không? Thôi không, với sức chiến của Long Quốc, ngạo mạn tấn công, chỉ khiến Long Quốc tổn thất càng lớn, không bằng tóm gọn một lưới. Đây chẳng phải là những gì phó quân Lâm cậu ta muốn nhìn thấy hay sao? Bố à, bác, con trở về rồi. Tốt tốt tốt, cuối cùng thì con cũng về rồi. Mau mau mau, ngồi đi ngồi đi. Triều Ca à, nghe nói con bị thế lực của ngoại thành nhắm vào. Con không sao chứ? Bố, con không sao, là điện chủ đã cứu con. Điện chủ của Thiên Thần Điện ư? Lần này may mà có điện chủ đại nhân. Triều Ca à, nếu lần này cháu đã bình an quay trở về, vậy thì chúng ta phải tổ chức một bữa tiệc thật long trọng để chúc mừng. Thuận tiện, chúng ta cũng nên cảm ơn ơn cứu mạng của điện chủ đại nhân. Được. Quân tiểu thư, đây là bạn thân của tôi, Cao Vivi, cũng là người tổ chức bữa tiệc lần này. Cao tiểu thư, chào cô. Quân tiểu thư, cô chính là thần tượng của tôi, hôm nay cuối cùng tôi cũng gặp được người thật rồi. Cao tiểu thư nói đùa rồi, chỉ là hư danh mà thôi. Vợ ơi, mẹ ơi, Thiên Sách, sao anh lại đưa cả Tiểu Tiểu qua đây thế này? Ban nãy Tiểu Tiểu khóc lóc gọi mẹ, thế nên anh đưa con bé đến đây cùng anh. Anh nghĩ, chắc cô Quân sẽ không để ý chuyện này đâu nhỉ? Tôi không dám, cô Quân, đây là chồng tôi, Tiêu Thiên Sách, là người sáng lập của tập đoàn Phá Quân. Cao tiểu thư, lẽ nào cô không biết thân phận thực sự của anh Tiêu sao? Thực ra anh ấy là... Tôi biết, anh ấy chính là chiến thần ngoại thành. Ha ha ha, ngày quan trọng như vậy, công ty công nghệ Quân Thị hình như quên mất không mời vị ân nhân tôi đây rồi đúng không? Hay cho một câu ân nhân, Phó Quân Lâm, nếu không phải là anh, Quân gia tôi, sao lại có thể rơi vào cảnh này hả? Không có Phó Quân Lâm tôi, Quân gia cô, có được như ngày hôm nay sao? Hay cho một câu trả lời, tôi đang muốn hỏi cậu, Phó Quân Lâm, nếu như không có tôi, cậu có được tập đoàn Quân Lâm như ngày hôm nay không? Tiêu Thiên Sách, anh chẳng qua chỉ là một tên phế vật bị Tiêu gia đuổi ra khỏi nhà mà thôi. Anh có tư cách gì mà đứng đây nói chuyện với tôi hả? Cháu không cho phép chú nói chuyện với bố cháu như vậy. Tiểu Tiểu, Thiên Sách, anh là Tiêu gia của Yên Kinh ư? Xin lỗi Vivi vì đã giấu em lâu như vậy. Anh đúng là trưởng tử của nhà họ Tiêu, Tiêu Hàn Dạ, hóa ra là đại thiếu gia của nhà họ Tiêu. Chẳng trách anh ấy lại có khí chất đến như vậy. Nhưng mà tôi chưa từng nghe qua Tiêu gia còn có một chiến thần ngoại thành trẻ như vậy. Vậy thì cô vẫn chưa biết, 5 năm trước Tiêu Hàn Dạ bị Tiêu gia đuổi ra khỏi nhà, kể từ đó không còn tin tức gì về anh ta nữa. Chưa từng nghĩ anh ta lại đổi tên thành Tiêu Thiên Sách, còn trở thành chiến thần ngoại thành. Thiên Sách, nếu nói như vậy, vậy mối thù năm đó chính là Tiêu gia ư? Đúng vậy,
bố của anh, chính là tộc trưởng của nhà họ Tiêu, Tiêu Tú. Nếu Tiêu Tú biết thân phận thật của Tiêu tiên sinh, e là sẽ hối hận không kịp mất. Hối hận thì cũng đã sao, tôi với Tiêu gia không còn một chút liên quan gì đến nhau. Thật nực cười, anh tưởng anh nói như vậy là vị đó của nhà họ Tiêu sẽ tha cho anh sao? Tôi đâu cần cô ta phải tha cho tôi, ngược lại là cậu, Phó Quân Lâm, nếu như cậu sẵn sàng giao tập đoàn Quân Lâm ra đây, tôi sẽ tha mạng cho cậu. Ha 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 ha, ngông cuồng, Quân Lâm là của Quân Lâm tôi. Nếu như anh có bản lĩnh thì tự đi mà giành lấy. Uông Thiên Hải, cút ra đây, nếu không tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Tất cả mọi người hãy tự bảo vệ thật tốt. Tôi ra ngoài gặp mặt hắn. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả? Là Phó Quân Lâm sao? Phó Quân Lâm không có cái bản lĩnh đấy. Có lẽ là một kẻ mạnh của ngoại thành. Một kẻ mạnh của ngoại thành ư? Tên Phó Quân Lâm này dám cấu kết với thế lực bên ngoài sao? Chỉ cần hôm nay tất cả chúng ta đều chết là sẽ không có ai biết được chuyện cậu ta làm. Đây, đây, phải làm sao mới được đây? Thiên Sách, chuyện này thực sự quá nguy hiểm rồi. Hay là chúng ta hủy tiệc đi, để mọi người mau chóng trở về. Đi ư, các người có đi nổi không? Thiên Vương bán bước, coi như mắt ông vẫn chưa mù. Ai là quân triều ca? Đứng ra đây. Là tôi. Anh là người của Vạn Thần Tổ ư? Chính xác. Nha đầu, cô tự kết liễu đi. Nếu như tôi vui thì tôi sẽ cho cô được chết toàn thây. Nếu như tôi từ chối thì sao? Từ chối ư? A, à, bố ơi, con sợ. Tiểu Tiểu à, đừng sợ con nhé, bố sẽ xử lý tên xấu xa kia ngay, được không nào? Được ạ. Cậu? Dọa con gái tôi rồi. Anh là cái thá gì? Rốt cuộc anh là ai? Sao Long Quốc lại có thêm một vị thiên vương bán bước vậy? Chiến thần Thiên Sách lại là thiên vương bán bước ư? Chẳng trách đến Uông chiến thần cũng phải nể mặt anh ta ba phần. Hóa ra là như vậy. Bầu trời của Long Quốc sắp biến sắc rồi. Bố giỏi quá đi mất. Cậu vẫn chưa đủ tư cách để nói chuyện với tôi đâu. Bảo thần vương của Vạn Thần Tổ các người đến gặp tôi. Anh muốn chết ư? Cẩn thận, tên thiên vương bán bước này trông cũng không mạnh như chúng ta nghĩ. Không phải là thiên vương bán bước không mạnh, mà là Tiêu tiên sinh quá mạnh. Bác Tiêu, nếu như bác biết chắc sẽ cảm thấy vui lắm. Vui ư? Vậy thì chưa chắc. Phó Lâm Quân đâu rồi? Phó Lâm Quân chạy từ lâu rồi. Nếu như để tôi tóm được anh ta, tôi nhất định sẽ rút xương lột ra anh ta. Bữa tiệc tiếp tục thôi. Vivia, anh ra ngoài một lát nhé, anh chú ý an toàn nhé. Lên, dừng tay lại. Bích Tang Thiên Vương, ai đã giết chết Bích Tang Thiên Vương vậy? Là tôi. Chiến thần Thiên Sách, anh là ai? Hình như chúng tôi và anh không liên quan gì đến nhau hết. Tôi khuyên anh bớt lo chuyện bao đồng lại. Các người làm loạn trong lãnh thổ Long Quốc của tôi, ám sát Long Quốc Thiên Kiều. Cậu nói, không liên quan đến tôi sao? Anh ta chỉ có một mình. Chúng ta nhiều người mạnh như vậy mà còn sợ anh ta ư? Lên cho tôi, đi, cẩn thận. Anh ta không phải là một chiến thần phổ thông. Mau trốn đi, không được để bọn họ trốn thoát. Yên tâm, không có tên nào sẽ thoát được đâu. Thiên Nhất, đại ca, không được để thoát một tên nào cả. Vâng, đuổi theo. Tiêu tiên sinh, bốn tên đó đều là chiến thần đấy. Ai nói người của tôi không phải là chiến thần? Bên ngoài đó, không biết Thiên Sách có gặp chuyện gì nguy hiểm không? Yên tâm đi Cao tiểu thư, Tiêu tiên sinh rất mạnh. Thực ra anh ấy là... Anh ấy là gì? Thực ra anh ấy là cao thủ. Mấy người này không làm anh ấy bị thương được đâu. Cô yên tâm đi. Quân tiểu thư, có phải cô có điều gì giấu tôi đúng không? Ha ha ha, không có không có. Đúng đúng đúng, không có đâu. Vậy tại sao Thiên Sách lại phải đối phó với tập đoàn Quân Lâm? Bởi vì vốn dĩ tập đoàn Quân Lâm thuộc về anh. Thiên Sách, anh nói gì cơ? Tập đoàn Quân Lâm là của anh ư? Đúng vậy, năm đó sau khi anh bị đuổi ra khỏi Tiêu gia, là Phó Quân Lâm đã cứu anh. Để báo đáp, nên anh đã dùng tên của anh ta thành lập lên tập đoàn Quân Lâm. Sau đó, anh ta đã cướp hết đi mọi thứ của anh. Chỉ là một tập đoàn Quân Lâm còn con, cho cậu ta thì cho thôi. Nhưng không ngờ cậu ta lại hạ độc giết chết anh chỉ vì muốn lấy lòng nhà họ Tiêu. Đê tiện, thế nên 5 năm trước anh hôn mê bất tỉnh là vì bị trúng độc ư? Vivi, Thiên Sách, anh vì em mà từ bỏ đi chức danh chiến thần ngoại thành. Em còn mong cầu điều gì hơn đây? Anh hứa với em, đợi sau khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ buông bỏ tất cả. Anh sẽ bên em và Tiểu Tiểu. Đại ca, mấy thứ cặn bã này toàn bộ đã được tôi đưa đến đây rồi. Đây, đây đây, đây đều là những chiến thần đấy. Trời ơi, nhiều chiến thần như vậy mà đều bị bắt hết lại rồi. Đây đều là những chiến thần đấy. Làm tốt lắm. Tôi hy vọng trước khi trời sáng, chúng ta có thể có được càng nhiều tình báo có ích hơn. Đưa chúng đi. Vâng, thần vương, mọi chuyện thế nào rồi? Quân triều ca đã chết chưa? Chưa, chúng ta đã bị tổn thất 10 vị chiến thần, một vị thiên vương bán bước. Thần vương tha mạng,
không phải là chúng tôi không làm được việc, là vì có người đã làm hỏng chuyên tốt của chúng ta. Ai? Điện chủ của Thiên Thần Điện, Tiêu Thiên Sách. Tiêu Thiên Sách ư? Thần Vương, chuyện này chúng ta còn tiếp tục không? Sao nào? Chẳng lẽ Thần Vương sợ rồi sao? Là cậu, tổ chức Hắc Thiên. Hắc Long ư? Đại ca, tìm thấy rồi. Đây là tài liệu tuyển dụng của bọn họ, bên trong có các tội ác của ba đại gia tộc và Phó Quân Lâm, thông báo cho Vương Thiên Hải. Đến ba đại gia tộc bắt người, thế, còn Phó Quân Lâm thì sao? Tên Phó Quân Lâm này, tạm thời chưa động đến cậu ta, tôi muốn cậu ta phải sống trong lo sợ. Vâng, các người định làm gì? Đây là Lý gia đấy, các người đến đây làm gì? Lý gia các ngươi thông địch phản quốc. Mời cậu đi với chúng tôi. Tôi là đại thiếu gia của nhà họ Lý. Các người không được động vào tôi, bắt lại, ông không muốn sống nữa rồi sao? Bỏ tôi ra, các người làm gì vậy? Phó thiếu, tôi nhận được một cuộc điện thoại của quản gia, người nhà họ Lý chúng tôi đều bị bắt hết rồi. Tất cả những người nhà họ Lãnh chúng tôi đều đã bị hạn chế quyền tự do cá nhân rồi. Tôi lo lắng. Chuyện này, không còn bao lâu nữa, phía trên sẽ điều tra ra mất. Hoảng cái gì? Ba đại gia tộc các người là các trụ cột của Thiên Hải. Trong tình huống chưa có bất cứ bằng chứng cụ thể nào, bọn họ không thể làm gì được các người đâu. Phó thiếu, anh là vua của Thiên Hải, bọn họ sẽ không dám dễ dàng động vào anh. Nhưng chúng tôi thì khác, nếu bộ chiến binh mà muốn động vào chúng tôi, đó chỉ là câu chuyện của một câu nói mà thôi. Phó thiếu, anh đừng có quên xuống chồng tất cả là vì chúng tôi đã làm chuyện cho anh đấy. Ha ha ha. Trời ơi, các người đang uy hiếp tôi đấy à? Đúng thế thì đã sao? Sức mạnh của chiến thần, cậu ta định giết người diệt khẩu. Chỉ cần các người chết, không còn chứng cứ nữa, thì ai có thể làm gì được tôi? Chết cho tôi. Phó Quân Lâm, cậu đang làm cái gì vậy? Uông chiến thần, ba tên xúc sinh này cấu kết với thế lực bên ngoài. Tôi đang thanh lý môn hộ mà, nhưng tại sao tôi lại nghe thấy trông có vẻ như là đang giết người diệt khẩu vậy? Chiến thần Thiên Sách, mau cứu chúng tôi với, mau cứu chúng tôi với. Đúng đấy, đúng đấy. Chiến thần, chúng tôi sẵn sàng cống hiến cho anh. Đúng đúng đúng, thứ ăn cây táo rào cây sung, cậu thử động một chút nữa xem. Phó Quân Lâm, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, tôi sẽ đưa ba người này đi. Cậu có ý kiến gì không? Tôi không có ý kiến gì. Có điều, tôi lo lắng ba tên này mồm miệng không sạch sẽ. Mong Uông chiến thần, đừng dễ dàng tin vào những lời dối trá của bọn họ. Có phải là những lời dối trá hay không? Đợi tôi đưa bọn họ về là biết. Đưa họ đi. Tại sao lại không bắt tôi? Cảm giác sống chết nằm ở trong tay tôi. Thế nào, Tiêu Thiên Sách? Tất cả là do anh ép tôi đấy. Alo, Lâm phu nhân, tôi đã tìm thấy Tiêu Hàn Dạ rồi. Bây giờ anh ta đang ở thành phố Thiên Hải. Hơn nữa, anh ta đã trở thành chiến thần ngoại thành được hàng vạn người ngưỡng mộ. Mẹ, có chuyện gì vậy? Cái thứ dã chủng đó vẫn còn sống. Hơn nữa cậu ta còn trở thành chiến thần ngoại thành. Cái gì? Sao có thể như vậy được? Phó Quân Lâm không ngu ngốc đến mức vậy đâu. Chắc có lẽ cậu ta sẽ không lừa mẹ đâu. Vậy, bây giờ chúng ta phải làm sao? Nếu như lũ khốn nhà họ Tiêu đó biết được, chắc chắn họ sẽ nghĩ đủ mọi cách để đón anh ta trở về Tiêu gia đấy. Muốn về ư? Không có cửa đâu. Mẹ, mẹ có cách ư? Đương nhiên, con mau dùng chút tiền để đám truyền thông đưa tin tức tung ra ngoài. Cứ nói mẹ của Tiêu Hàn Dạ, Đường Diệt Khả, sở hữu một món bảo bối có thể đột phá được thiên vương cảnh. Đến lúc đó, các gia tộc Yến Kinh sẽ bao vây Đường gia. Tiêu Hàn Dạ cậu ta nhất định sẽ xuất hiện. Bọn họ sẽ tin chứ? Bọn họ sẽ tin, bởi vì quả thực trong tay Đường Diệt Khả có một món bảo bối. Nếu không lão Tiêu Chiến Thiên đó, sau khi cô ta được gả vào Tiêu gia, cũng không thể nào trở thành kẻ có sức mạnh của chiến thần được. Được, con sẽ đi làm ngay. Tiêu Hàn Dạ, đừng trách tôi. Muốn trách thì trách cậu ngáng đường tài lộc của chúng tôi. Thiên Sách, Vivi, có phải anh có một em gái tên là Đường Dĩnh không? Đúng vậy, đó là một cô nhi được mẹ anh nhận nuôi, nên theo họ của mẹ anh luôn. Sao em lại biết? Em gái anh, trên người đầy vết thương, hôn mê ở trước cửa nhà chúng ta, được mẹ em cứu rồi. Con bé đang ở đâu? Cô ấy đang ở trong phòng ngủ của mẹ em. Mẹ à, mẹ đứng dậy đi. Thiên Sách, con, mẹ à, mẹ đừng nói gì hết. Phụng lệnh của ba đại gia tộc, kể từ ngày hôm nay trở đi, Đường gia không ai được phép ra khỏi cánh cửa này nửa bước. Đó, mấy người à, tôi đã nói rồi, không có bảo vật mà các người muốn tìm đâu, đó đều là tin đồn thất thiệt mà thôi. Vậy ông giải thích kiểu gì? Năm đó sau khi con gái ông được gả vào Tiêu gia, lão già Tiêu Chiến Thiên đó lại có thể đột phá được đến cảnh giới của chiến thần. Bây giờ ông ta đã đạt đến đỉnh cao của cảnh giới chiến thần hả? Đường lão già à, ông hãy giao nó ra đây đi. Đường gia các người tuy là gia tộc số 1 của Yến Kinh, nhưng còn kém xa so với ba đại gia tộc chúng tôi. Huống hồ bên trên còn có hai môn phái lớn đang nhắm đến. Hai đại môn phái còn chưa mở lời, cho dù thực sự có món bảo bối như vậy thì cũng không đến lượt các người. Lời này sai quá sai rồi. Đường tiểu thư, môn phái Thế Gia từ thời xa xưa đã tồn tại cảnh giới sức mạnh của thiên vương. Nhỡ may bọn họ không thèm món bảo vật trong tay các người thì sao? Đường Ngọc, nể tình hai chúng ta là người quen cũ, tôi cho các người thời gian 2 tiếng. Sau 2 tiếng sau,
nếu như các người vẫn còn ngoan cố bướng bỉnh thì đừng trách tôi xông vào lăng mộ tổ của Đường gia các người, khai quan nghiệm thi, cậu dám? Lão già kia, ông có thể thử xem. Ông nội, anh, cuối cùng Dĩnh Nhi cũng tìm thấy anh rồi. Dĩnh Nhi, em từ từ nói, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Đường gia xảy ra chuyện rồi, ba đại thế gia đang bao vây Đường gia, bắt Đường gia phải giao ra bảo vật. Chú hai liều mạng mới có thể đưa em ra khỏi Yến Kinh. Để em đến Thiên Hải tìm anh. Chú hai, là Đường Kiện Vân. Chú hai vừa thăng cấp trở thành chiến thần bán bước, chú ấy biết tin từ bộ chiến tranh, anh đang ở Thiên Hải, nên bảo em đến Thiên Hải tìm anh cầu cứu. Nhưng mà chú ấy, Dĩnh Nhi, em yên tâm, em nghỉ ngơi trước đi đã. Anh nhất định sẽ báo thù cho chú hai. Ngoan nhé. Thiên Sách, anh thực sự phải đến Yến Kinh sao? Đường gia là gia tộc của mẹ anh, Đường gia gặp nạn, anh không thể không đi. Em biết em không thể ngăn cản anh được, nhưng mà em hy vọng anh mọi thứ bình an. Anh hứa với em, còn nữa, em gái anh giao cho em chăm sóc nhé. Đại ca, chuẩn bị máy bay. Đi Yến Kinh. Long Soái, xảy ra chuyện rồi, ba đại gia tộc ở Yến Kinh bao vây Đường gia, họ nói sẽ đào quan tài của mẹ Tiêu Hàn Dạ lên. Cái gì? Thư khốn nạn, rốt cuộc bọn họ muốn làm gì? Lẽ nào bọn họ muốn Long Quốc ta phải rơi vào vạn kiếp bất phục sao? Có tin đồn, trong tay của Đường Diệt Khả có bảo vật có thể khiến võ giả có thể đột phá cảnh giới Thiên Vương, ba đại gia tộc bọn họ chính là vì thứ này mà tới. Chỉ là một món bảo vật còn con, nếu như làm Thiên Thần Điện nổi giận, hậu quả không thể nào lường được đâu. Tôi thấy bọn họ đúng là điên rồi. Vạn Thiên Huyết, cậu lập tức đem người đến Đường gia. Nhất định phải giải cứu Đường gia trước khi Tiêu Thiên Sách đến. Vâng. Hy vọng vẫn còn kịp. Phó thiếu, thành công rồi. Tiêu Thiên Sách đã rời khỏi Thiên Hải để đến Yến Kinh rồi. Ha 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 ha. Tốt, Tiêu Hàn Dạ, ba đại thế gia của Yến Kinh có vô số chiến thần, còn có cả Thiên Vương tại vị. Lần này, tôi xem anh sẽ chết như thế nào. Phó thiếu, nếu lần này Tiêu Thiên Sách chắc chắn sẽ chết, có phải là chúng ta sẽ có thể tiếp quản tập đoàn phá quân của anh ta rồi không? Bổn thiếu gia còn cần cậu đây à? Lập tức cử người đi thu mua lại tập đoàn phá quân. Ai dám ngăn cản thì đánh cho tôi. Ha ha ha. Này lão gia, còn 10 phút nữa, còn không chịu giao bảo bối ra đây thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Ba vị chiến thần có sức mạnh đỉnh cao. Hoàng Bân, tôi biết anh vẫn luôn thích tôi, chỉ cần anh đồng ý giúp Đường gia tôi có thể gả cho anh. Đường Ngọc, đừng coi trọng bản thân mình quá. Cô nghĩ tôi có thể từ bỏ được một món bảo vật có thể đạt tới cảnh giới Thiên Vương mà đi lựa chọn cô sao? Không biết tự lượng sức mình. Các người đừng có quá đắc ý. Anh họ tôi Tiêu Hàn Dạ đã trở thành chiến thần ngoại thành. Nếu như các người dám động vào mộ của cô tôi, anh ấy nhất định sẽ không tha cho các người đâu. Các người đang đợi Đường Dĩnh và Đường Kiện Vân hả? Xin lỗi nhé, các người không đợi được đâu. Ý các người là sao? Bọn họ đã chết trên đường rồi. Đi thôi, vào lăng mộ. Đại ca, theo tình báo, gia tộc bao vây Đường gia đó chính là ba đại gia tộc Hoàng, Liễu và Tư Mã. Hơn nữa, ba đại gia tộc này đã phong tỏa tất cả các lối ra của Đường gia rồi. Rất có khả năng bọn họ sẽ mở quan tài của mẹ anh ra để nghiệm thi. Bọn họ muốn chết ư? Mau tăng tốc, xuất phát, nhất định phải đến Đường gia trong vòng một tiếng. Có chuyện gì vậy? Tướng quân, phía trước có người chặn đường. Vạn tướng quân, các người quay về đi, đường này bị chặn rồi. Chắc hẳn các người cũng vì bảo vật của Đường gia phải không? Không sai, hôm nay ba đại môn phái chúng tôi nể mặt bộ chiến tranh, chỉ cần vạn tướng quân quay về, chúng ta sẽ không làm khó tướng quân nữa. Các người có biết ai là người chống lưng cho Đường gia không? Các người làm như vậy sẽ mang đại họa cho Yến Kinh đấy. Vạn tướng quân, chúng tôi không có hứng thú để biết ai là người chống lưng cho Đường gia. Thứ bảo vật đó, ba đại môn phái chúng tôi lấy chắc rồi. Hôm nay, sở dĩ ba người chúng tôi không ra tay là bởi vì nể mặt Long Quốc. Ông đừng có mà không biết tốt xấu. Các người thực sự cho rằng lần này tôi đến đây là bởi vì cứu Đường gia sao? Tôi đến đây là để cứu các người đấy. Nực cười. Ba vị thủ lĩnh của ba đại môn phái chúng tôi đều là những người có sức mạnh Thiên Vương đỉnh cao, còn cần bộ chiến tranh các người đến cứu hay sao? Cho dù tứ đại Thiên Vương của Thiên Thần Điện đến, chúng tôi cũng không hề run sợ dù chỉ là một chút. Vậy sao? Thế nếu như người đó là điện chủ của Thiên Thần Điện thì sao? Điện chủ ư? Phụng lệnh của ba đại môn phái, không ai được phép vào trong. Ba đại môn phái cũng coi trọng Đường gia tôi phết nhỉ. Cử nhiều chiến thần bán bước đứng đây canh gác như vậy. Thiên Nhất, có, không được tha cho một tên nào hết. Rõ. Mộ của Đường Diệt Khả ở đâu? Tiểu Ngọc, chỉ cần tôi còn một hơi thở, tôi tuyệt đối sẽ không để các người động vào mộ của cô tôi đâu. Muốn chết đến vậy cơ hả? Vậy tôi sẽ cho cô tọa nguyện. Ai vậy? Bố, Đường Chấn, không phải là ông đã bị mắc bệnh nan y rồi sao? Đúng là đã bị bệnh nan y, nhưng mà tôi vẫn chưa chết. Ông chẳng qua chỉ là một tên chiến thần đang vùng vẫy sắp chết mà thôi. Chỉ dựa vào ông mà cũng đòi ngăn chúng tôi lại sao? Không ngăn được, cũng phải ngăn, lên. Bố ơi, Chấn Nhi, tôi không cho phép ai làm ô uế di thể của chị gái tôi. Ngoan cố bướng bỉnh,
giết chết ông ta đi, anh Hàn Dạ. Hàn Dạ, Hàn Dạ, sao cháu lại ngốc đến vậy? Tiêu Hàn Dạ, cậu ngu xuẩn thật đấy, không ngờ cậu lại tự chạy qua đây để nộp mạng, ai chết? Còn chưa chắc đâu, cậu, giết chết bọn họ rồi sao? Anh giết chết chiến thần của ba đại thế gia chúng tôi, anh không sợ gia tộc chúng tôi tất cả sẽ cùng tấn công anh sao? Cậu đang đùa với tôi đấy à? Tôi không giết bọn họ, lẽ nào tôi đợi bọn họ đến giết tôi sao? Cậu hãy uống cái này trước đi đã. Thông thần đan. Đây là chấn thế chi bảo của Thông Thiên Thần Y. Một viên có giá trị lên tới hàng trăm tỷ. Hơn nữa, nó có mặt trên thành phố này nhưng không ai có thể mua được. Chỉ là một viên đan dược mà thôi. Cậu muốn uống bao nhiêu, cháu đều có thể tìm được cho cậu. Cậu uống viên đan này trước để hồi phục đi đã. Được. Là các người vừa muốn đào mộ của mẹ tôi lên phải không? Đúng thì đã làm sao? Tiêu Thiên Sách, tôi biết anh là chiến thần ngoại thành, nhưng đối đầu với các đại thế gia chúng tôi, cho dù là bộ chiến tranh, cũng không cứu được anh đâu. Còn ai nữa không? Cậu không phải là chiến thần ngoại thành bình thường, rốt cuộc cậu là ai? Ai nói là chiến thần? Chỉ có thể sở hữu năng lực của chiến thần. Đại ca! Đại ca! Báo cáo đại ca! Tất cả những tên rác rưởi bên ngoài đều đã được xử lý sạch sẽ. Cái gì? Bên ngoài đều là những chiến thần bán bước. Các người giết chết hết rồi ư? Cũng có phải là tôi chưa từng giết chiến thần bán bước đâu. Đại ca, gã này thì xử lý thế nào? Có giết không? Đừng giết tôi. Đừng giết tôi. Anh Hàn Dạ, Ngọc Nhi, có phải người này vừa muốn giết chết cậu không? Anh Hàn Dạ, lần này anh trở về đây thật là kịp lúc, suýt chút nữa em. Được rồi, không sao nữa rồi. Thiên Sách, cháu thực sự là chiến thần ngoại thành ư? Ngày trước thì phải, còn bây giờ cháu đã rời khỏi bộ chiến tranh, trở về làm một người bình thường rồi. Thiên Sách, cho dù ông ngoại không cần bộ mặt này nữa, thì ông cũng phải khiến cháu quay trở lại được bộ chiến tranh. Được rồi, ông ngoại, bây giờ cháu là một người đàn ông đã có gia đình. Cháu không muốn sống những ngày tháng cứ chém chém giết giết như ngày trước nữa rồi. Anh Hàn Dạ, anh kết hôn rồi à? Khi nào anh mới đưa chị dâu về đường ra thăm thế? Yên tâm đi, qua vài ngày nữa, anh sẽ đưa cô ấy về đây, để gặp ông ngoại, và gặp cả cậu nữa. Diệp Khả mà biết cháu đã thành gia lập nghiệp, chắc chắn con bé sẽ vui lắm. Anh Hàn Dạ, thế sau này anh còn trở lại Tiêu gia nữa không? Tiểu Ngọc, cháu nói cái gì vậy hả? 5 năm trước, kể từ khi Tiêu Túc cố chấp muốn đón mẹ con họ về trở đi, cháu đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Tiêu rồi. Năm đó, nếu không phải mẹ cháu ngăn cản, cho dù phải liều cái mạng già này, thì cậu cũng phải giết chết con hồ ly tinh đó. Được rồi cậu, chuyện đã qua rồi, cháu không muốn nhắn đến nó nữa. Đại ca, gia chủ của Hoàng, Liễu, Tư Mã đang ở bên ngoài đợi, nói muốn gặp anh. Không hay rồi, ba người bọn họ đều là những kẻ có cảnh giới thiên vương bán bước đấy. Thiên Sách, hay là chúng ta hãy trốn đi trước đã được không? Ông nội, cháu tin anh Hàn Dạ. Bố à, có thể bọn họ không đến đây vì báo thù đâu. Vậy là, bọn họ đến đây để thỉnh tội đấy. Ồ, đưa bọn họ tới đây. Bái kiến chiến thần Thiên Sách. Chẳng phải ba người các người khí thế hùng hổ muốn tiêu diệt đường ra tôi lắm sao? Bây giờ, sao các người lại quỳ xuống rồi? Chiến thần Thiên Sách xin hãy tha tội. Chúng tôi bị kẻ gian che mắt, nên mới làm chiến thần nổi giận. Là Lâm Phi Lăng. Tất cả đều là con đàn bà Lâm Phi Lăng đó cố ý tung tin. Hay cho cái tên Lâm Phi Lăng, tôi không động vào bọn họ, mà các người đã bắt nạt đến đầu tôi rồi. Để cậu đi giết chết con đàn bà đó. Đợi đã cậu, chúng ta cứ như vậy không chứng cứ đến gõ cửa bọn họ, như vậy sẽ chỉ khiến Long Quốc càng thêm loạn, lợi cho lũ giặc đang nhăm nhe đó thôi. Đúng đấy bố à, bố bình tĩnh lại đã. Ba người bọn họ nên xử lý như thế nào đây? Tự phế một bàn tay, sau đó cút ra khỏi đường ra. Vâng. A. À. Đại ca, vừa nhận được tin tức, bộ chiến tranh của Long Quốc đã cử người đến giải cứu đường ra, nhưng lại bị ba đại môn phái ngăn cản. Hay cho cái danh của ba đại môn phái, thông báo xuống dưới, để tứ đại thiên vương lập tức về nước, cùng tôi đi gặp ba đại môn phái này. Vâng, alo, mẹ, Thiên Sách, không hay rồi. Vivi bị người ta bắt đi rồi. Cái gì? Tiêu Hàn Dạ chưa chết. Kế hoạch của chúng ta thất bại rồi. Cái gì? Sức mạnh của tên phế vật đó lớn vật sao? Đến ba đại thế gia cũng không làm gì được anh ta sao? Nhất định là đám gà vịt của bộ chiến binh ra tay giúp đỡ. Nếu không phải bọn họ, Tiêu Hàn Dạ đã chết từ lâu rồi. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Đợi một chút đã. Đợi mọi chuyện lắng xuống, đến lúc đó chúng ta sẽ lên kế hoạch sau. Bố, chồng, anh làm sao thế? Tiêu Thiên Sách, tên nghịch tử đó về nước rồi, lại còn trở thành cái gì mà chiến thần ngoại thành? Các người biết hết rồi sao? Chồng à, nó có trở về thì đã sao? Tiêu gia, vẫn là anh mới có tiếng nói. Không sai, cho dù có trở thành chiến thần ngoại thành thì đã sao? Tôi vẫn là bố của nó. Lãnh Ức Quân, tôi cho cô thêm một cơ hội nữa. Bây giờ đầu quân cho phó thiếu, tập đoàn Quân Lâm tôi có thể cho cô sự giàu có mà cả đời này cô không phải lo. Nằm mơ đi, muốn hại họ, còn phải xem các người có qua được tôi không đã. Ngoan cố bướng bỉnh, giết chết bọn chúng cho tôi. Hai người mau gọi điện cho chiến thần Tiêu Sách đi. Không được, điện thoại không liên lạc được.
cô đừng có nằm mơ nữa, tất cả các tín hiệu ở đây, tôi đã cắt đứt toàn bộ rồi. Hơn nữa, các người nghĩ Tiêu Thiên Sách anh ta có trở về được không? Cái gì? Ý của anh là sao hả? Ý của tôi tức là, chắc chắn anh ta đã chết rồi. Yến Kinh là nơi trung tâm của Long Quốc ta, cao thủ ở đó đếm không hết. Anh ta chỉ là một tên chiến thần ngoại thành, muốn về đây cứu người ư? Thật là ngu xuẩn. Giết cho ta. Thiên Sách. Thiên Sách, anh, tại sao anh lại có thể trở về nhanh được đến như vậy? Ba đại môn phái còn con, làm gì được tôi cơ chứ? Còn cả tên phó quân lâm này, gan cũng lớn phết đấy, dám động vào người phụ nữ của tôi. Chẳng phải vừa nãy anh rất đắc ý hay sao? Tha mạng cho tôi. Đừng giết cậu ta à? Đưa cậu ta về quân lâm, cái gì? Đưa anh ta về đó làm cái gì? Đúng đấy Thiên Sách, trực tiếp đưa anh ta đến Tuần Thiên Ti là được rồi mà. Được rồi, nghe lời anh đi, đưa cậu ta về quân lâm. Anh muốn xem tên phó quân lâm này lấy cái gì để đối phó. Phó thiếu, cứu tôi với, anh vẫn chưa chết ư? Nước lại khiến cậu thất vọng rồi. Cậu thực sự nghĩ rằng thì chỉ với ba tên phế vật Yến Kinh đó là có thể giết được tôi sao? Phó quân lâm, đây chính là chứng cứ mà chúng tôi có được. Người dưới trướng của anh có ý đồ muốn bắt cóc cô quân và Cao Vi Vi, còn có ý định cướp đoạt tập đoàn phá quân. Như bây giờ thì anh còn có gì để nói nữa không? Thứ rác rưởi làm việc không xong chỉ phá hoại là giỏi. Phó thiếu, tôi vẫn chưa muốn chết. Tôi cầu xin anh thì hãy cứu tôi với. Không muốn chết ư? Anh tàn nhẫn vừa thôi, đây là thuộc hạ của anh mà. Anh tàn nhẫn vừa thôi, đây là thuộc hạ của anh đấy. Thuộc hạ của tôi ư? Cậu ta giấu tôi làm ra những chuyện như thế này, đương nhiên là tôi phải xử lý sạch sẽ rồi. Ý của anh là anh không thừa nhận những chuyện này là do anh làm sao? Thừa nhận cái gì? Tôi đâu có biết cái gì đâu. Anh, cậu ta chỉ đang vùng vẫy giữa cái chết mà thôi. Cô mau đem chứng cứ giao cho Tuần Thiên Ti đi, Tuần Thiên Ti sẽ tự có sắp xếp. Ha ha ha. Anh thực sự cho rằng thành phố Thiên Hải sẽ vì những tội danh vô căn cứ này mà xử lý tập đoàn Quân Lâm tôi sao? Ha ha, một khi tập đoàn Quân Lâm tôi sụp đổ, trong thành phố Thiên Hải sẽ bị tổn thất hàng vạn tỷ. Ha ha, thế hả? Vậy, chúng ta hãy cứ đợi xem. Làm thế nào bây giờ? Tiêu Hàn Dạ, anh nhất định muốn tôi phải thân bại danh liệt hay sao? Đúng rồi, Long Thiếu, nhất định Long Thiếu có thể giúp mình. Long Thiếu, khi nào chúng ta gặp nhau đi? À, anh đã trở về thành phố Thiên Hải rồi sao? Được được được, tôi biết rồi. Mẹ ơi, Vivi, con không sao chứ? Mẹ, con không sao, may mà Thiên Sách đến kịp thời. Vậy thì tốt, rốt cuộc là ai? Chúng ta vừa đến Thiên Hải, không kết thù kết oán với ai mà, là tập đoàn Quân Lâm. Mẹ à, mẹ yên tâm, chỉ mất vài ngày thôi, con sẽ khiến tập đoàn Quân Lâm biến mất mãi mãi trong thành phố Thiên Hải này. Cái gì? Tiêu Thiên Sinh, không hay rồi, chứng cứ chúng ta giao cho Tuần Thiên Ti không thấy nữa rồi. Không thấy nữa ư? Có chuyện gì vậy? Tớ cũng không biết nữa, nghe nói tổng bộ tiếp quản vụ án này, sau đó liền nói với mình, USB đựng tài liệu bên trong không thấy đâu nữa. Em yên tâm, tối nay anh sẽ đích thân đến gặp vị tổng bộ đó. Thiên Sách, hay là thôi đi, anh muốn thôi. Phó Quân Lâm cậu ta thì không đâu, anh với cậu ta định sẵn là sẽ không thể tồn tại cùng một thế giới. Long Thiếu, may hôm nay có anh. Nếu không, có lẽ bây giờ tôi đã bị triệu tập đến Tuần Thiên Ti rồi. Đừng nói nhiều những lời lãng phí như vậy. Cậu hứa cho tôi 30% cổ phần của Quân Lâm đâu? Khi nào cậu mới chuyển cho tôi? Sắp rồi, đợi tôi ngày mai, sẽ đích thân mang đến phủ cho anh. Ừm. Long Thiếu, anh là cháu trai của Long Soái. Anh có biết Tiêu Hàn Dạ gia nhập vào bộ chiến binh như thế nào không? Cái gì? Tiêu Hàn Dạ là người của bộ chiến binh tôi sao? Ý của anh là Tiêu Hàn Dạ chưa từng nhận chức ở bộ chiến binh ư? Tôi còn lừa cậu được chắc? Tôi ở bộ chiến binh bao nhiêu năm như vậy, tiếp xúc với vô số các tướng quân, nhưng không hề có ai tên là Tiêu Hàn Dạ. Ý của anh là chúng tôi đều bị Tiêu Hàn Dạ lừa rồi ư? Phế vật. Dù sao thì cậu cũng là phó lâm quân, sao có chút chuyện này mà cậu cũng không hiểu được vậy hả? Long Thiếu, anh là cháu ruột của Long Soái. Bây giờ anh gọi điện thoại cho Long Soái, để Long Soái đích thân đi bắt kẻ giả mạo này. Không cần gọi nữa đâu, chẳng phải tôi đang ở đây rồi hay sao? Tiêu Hàn Dạ, anh chính là Tiêu Hàn Dạ sao? Không, tôi là Tiêu Thiên Sách. Cậu chính là cháu trai của Long Lão phải không? Đúng vậy, tôi còn là tổng bộ của thành phố Thiên Hải nữa. Tiêu Thiên Sách, chuyện anh giả mạo chiến thần ngoại thành tôi tạm thời không truy cứu, nhưng anh không động được vào phó quân lâm đâu. Cậu muốn bảo vệ cậu ta à? Đúng. Vậy nếu như tôi nhất định phải động vào cậu ta thì sao? Vậy tôi sẽ phải đưa anh đến Tuần Thiên Ti ngồi rồi. Hai vị này cũng là chiến thần ngoại thành của Long Quốc ta. Tiêu Thiên Sách, cho dù anh có thực sự là chiến thần ngoại thành thì cũng không phải là đối thủ của hai vị chiến thần ngoại thần này, đúng không? Thế cùng lên đi.
ngông cuồng, cùng lên, bắt lấy anh ta trước. Nhẫn Long Văn đó anh lấy nó ở đâu vậy, hả? Cậu nói cái này à? À, một ông già tên Long Chiến Thiên tặng cho tôi đấy. Nhẫn Long Văn là cái gì cơ? Nhẫn Long Văn là biểu tượng đại diện cho Long Quốc, nếu như ở thời cổ đại, thì đó sẽ là binh phù. Anh không thể nào có được nhẫn của ông nội tôi. Chắc chắn là anh đã trộm chiếc nhẫn này. Cậu đang đùa với tôi đấy hả? Làm gì có ai mà có thể đánh cắp được chiếc nhẫn từ tay một thiên vương cơ chứ? Vậy anh giải thích đi. Tại sao anh lại có được chiếc nhẫn này? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Là Long Chiến Thiên đã tặng cho tôi. Anh vẫn còn rảo biện phải không? Lên cho tôi, bắt lấy anh ta cho tôi. Bái kiến Long Soái. Các người. Các người cái gì vậy hả? Các người muốn tạo phản sao? Long Soái có lệnh. Thấy Nhẫn Long Văn như thấy Long Soái. Bây giờ chúng tôi chỉ nghe theo lệnh của Tiêu Tiên Sinh. Long thiếu, hôm nay tôi nể mặt Long lão, tôi có thể không làm loạn thành phố Thiên Hải. Có điều cậu phải đích thân bắt lấy Phó Quân Lâm, áp cậu ta vào Tuần Thiên Ti. Nếu như tôi không thì sao? Nếu như cậu không chịu, vậy tôi chỉ đành tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn Quân Lâm thôi. Anh uy hiếp tôi sao? Cũng không được coi là uy hiếp, chỉ là một lời nhắc nhở thiện ý mà thôi. Anh Long thiếu, chắc anh không định bắt tôi áp vào Tuần Thiên Ti đâu nhỉ? Cậu yên tâm, cho dù tên Tiêu Thiên Sách này có là chiến thần ngoại thành, thì anh ta cũng không dám mặc kệ thiên hạ mà khiến thành phố Thiên Hải phải biến sắc đâu. Cảm ơn Long thiếu, vậy tôi sẽ về chuẩn bị cổ phần của tập đoàn Quân Lâm, dâng hai tay cho anh ngay đây. Ừm. Mẹ đâu? Em gái anh Đường Dĩnh luôn muốn trở về Yến Kinh, nên em đã bảo mẹ đi cùng cô ấy rồi. Vậy được, chúng ta cũng thu dọn đồ đạc, ngày mai về Yến Kinh nhé. Chúng ta đi Yến Kinh làm gì? Là ông ngoại của anh, ông ấy muốn gặp em và Tiểu Tiểu. Mẹ anh cũng muốn gặp Tiểu Tiểu. Vâng. Alo, Thiên Nhất, triệu tập tất cả các thế lực ở Yến Kinh, kể từ giờ trở đi bao vây toàn bộ tất cả các phương diện của tập đoàn Quân Lâm. Phó Quân Lâm, tôi đã cho cậu cơ hội rồi đấy. Cung Minh điện chủ, chuyện triệu tập thế nào rồi? Báo cáo điện chủ, tất cả các thế lực của thành phố Thiên Hải đều bị chúng tôi thu phục. Điện chủ, chỉ cần điện chủ hạ lệnh, tập đoàn Quân Lâm giá trị hàng nghìn tỷ này sẽ bị sụp đổ ngay tức khắc. Tốt, kế hoạch lật đổ chính thức bắt đầu. Bốn gia tộc các người toàn lực xuất kích, trước khi trời tối, tập đoàn Quân Lâm của cậu ta sẽ phải sụp đổ hoàn toàn. Rõ, các người là ai? Là người giết chết các người. Đưa hết tất cả đi. Làm gì vậy? À, người đâu? Là ai dám đùa với lửa trước cửa nhà tôi vậy hả? Thiếu gia, vừa nhận được điện thoại, toàn bộ giám đốc cấp cao của công ty chúng ta đã bị giết hết rồi. Đến các công xưởng và công ty cũng bị thiêu cháy hết rồi. Cái gì? Cô nói lại lần nữa cho tôi xem nào. Thiếu gia, tập đoàn Quân Lâm chúng ta xong đời rồi. Anh mau chạy đi. Không thể nào. Tiêu Thiên Sách, anh ta không dám mạo hiểm đắc tội toàn bộ Long Quốc này mà ra tay với tôi đâu. Bắt buộc phải rời khỏi đây ngay lập tức. Đi thôi. Người của Vương gia, Võ gia đã đến chưa? Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì? Muốn hủy diệt toàn bộ tập đoàn Quân Lâm của thành phố Thiên Hải chúng ta chỉ trong một đêm sao? Đại nhân, không cần phải tìm nữa, chúng tôi tự đến rồi. Rốt cuộc các người muốn làm cái gì? Tại sao các người lại ra tay với Phó Quân Lâm? Ra tay với cậu ta thì đã sao? Tôi biết đằng sau các người có chiến thần Thiên Sách, nhưng các người nghĩ rằng anh ta thực sự có thể bảo vệ được các người sao? Alo, thầy à, Tư Chính à, chuyện tập đoàn Quân Lâm, thầy đã nghe nói rồi. Nếu như con không muốn tự hủy tiền đồ, thì đừng có can thiệp vào, con tự lo liệu đi. Đại ca, chúng ta để tên Phó Lâm Quân đó chạy rồi, với thực lực của cậu, chắc có lẽ cậu ta chạy không thoát được đâu. Vẫn là đại ca giỏi nhất, trước đây cậu ta phản bội đại ca như vậy, anh dễ dàng để cho cậu ta chết như thế, chẳng phải là quá hời cho cậu ta rồi sao? Đi thôi, chúng ta đi nói lời tạm biệt với cậu ta. Cái gì? Vương gia và Võ gia? Thật to gan, bọn họ dám hủy diệt tập đoàn Quân Lâm sao? Bọn họ nghĩ Thiên Hải ta thực sự không có chiến thần hay sao? Long Thắng, chiến thần trung úy Vương Trường Sinh, Thiên Hải chiến thần Uông Thiên Hải. Hai người muốn làm gì vậy hả? Không muốn làm gì cả, chỉ là hy vọng cậu đừng có nhúng tay vào chuyện này mà thôi. Tôi có hai vị đại chiến thần bảo vệ, các người không động được vào tôi đâu. Người đâu? Vậy thêm cả chúng tôi thì sao? Người có sức mạnh của Thiên Vương, rốt cuộc các người là ai? Tại sao các người lại đến giết tôi? Tại sao? Phó Quân Lâm cậu vốn dĩ cũng không phải là người tốt, giết cậu lại còn cần lý do tại sao ư? Phó Quân Lâm tôi có phải là người tốt hay không thì không biết, nhưng mà tôi có tiền, các người muốn gì tôi đều có thể cho các người. Chúng tôi muốn mạng của cậu. Lên. Muốn mạng của tôi ư? Vậy thì tôi sẽ giết chết cậu trước. Vốn dĩ đại ca muốn cho cậu chết muộn một chút, xem ra bây giờ không còn cần thiết nữa rồi. Đừng giết tôi, tha cho tôi đi. Long tổng bộ, cứu tôi với. Phó Quân Lâm, tôi đến đây là để thu xác cho cậu đấy, cậu cứ yên tâm mà chết đi. Tổng bộ đại nhân, anh đùa cái trò gì vậy? Tôi là Phó Quân Lâm đây.
hôm qua anh còn nhận 30% cổ phần của tôi rồi mà. Nếu như tôi mà chết, tập đoàn Quân Lâm cũng không còn nữa. Quân Lâm? Là Quân Lâm của cậu ư? Quân Lâm? Là Quân Lâm của cậu ư? Chiến thần Thiên Sách, đại ca, bọn họ đều là người của anh sao? Cậu thực sự cho rằng tôi sẽ sợ Long Quốc mà không dám giết cậu sao? Cậu cũng xem thường tôi quá rồi đấy. Đại ca, em sai rồi, anh tha cho em đi. Tôi hỏi cậu, Quân Lâm, là Quân Lâm của cậu ư? Đại ca, anh quên rồi sao? Năm đó anh bị Tiêu Gia truy sát. Là em chiến đấu đổ máu mới có thể bảo vệ được anh. Tôi chưa từng bắt cậu phải liều mạng để bảo vệ tôi cả. Tôi muốn cậu cầm tiền, rời khỏi Thiên Hải, rời khỏi Đại Hạ. Nhưng tại sao cậu lại phản bội tôi? Đúng, đúng là anh đã bảo em rời khỏi Đại Hạ. Nhưng dựa vào đâu cơ chứ? Quân Lâm được chúng ta cùng nhau góp sức xây dựng. Dựa vào đâu mà anh nói giải tán là giải tán hả? Dựa vào đâu? Đổi trắng thay đen giỏi quá nhỉ? Nếu đã không biết ăn năn hối lỗi như vậy, vậy tôi sẽ đích thân tiễn cậu lên đường. Muốn giết tôi ư? Vậy thì anh cũng phải trả giá. Chiến thần cảnh, phá cho ta. Đại ca, cậu ta đã đột phá cảnh giới của chiến thần. Có cần, nếu cậu ta đã muốn đột phá, vậy thì chúng ta hãy cứ để cậu ta đột phá. Tôi đã đột phá rồi, các người không giết được tôi đâu. Chiến thần hậu kỳ, Tiêu Hàn Dạ, tôi đã đột phá cảnh giới chiến thần hậu kỳ. Nếu anh đã không suy nghĩ đến tình nghĩa năm đó giữa chúng ta, muốn giết tôi, vậy thì tôi sẽ giết chết anh trước. Ngu dốt, bố ơi, bố kìa mẹ. Vivi, Tiểu Tiểu, anh đưa hai mẹ con về Yến Kinh nhé. Anh xử lý xong chuyện rồi à? Anh xử lý xong rồi. Có điều, trở về Yến Kinh, vẫn còn một số ân oán nữa, cần phải tiêu diệt triệt để. Tiểu Tiểu à, đi thôi, bố ơi. Nào, rốt cuộc các người muốn làm gì? Muốn ép cung sao? Nếu như đại ca nhất định phải nói như vậy, vậy thì đúng là như vậy. Tiêu Kiều, tôi nói cho cậu biết, cho dù tôi không làm gia chủ của cái nhà này, thì cũng không đến lượt cậu làm. Đại ca à, gần đây những chuyện xảy ra ở Yến Kinh, chắc là anh cũng đã biết rồi. Năm đó, anh vì một con hồ ly tinh mà đích thân đuổi cháu của em ra khỏi nhà. Bây giờ, thằng bé trở thành chiến thần ngoại thành, vinh quang trở về. Còn anh thì sao? Anh căn bản không xứng để làm người đứng đầu của gia đình này. Tên nghịch tử đó làm nhiều chuyện ác ở Tiền Giang, đã bị bộ chiến binh sa thải. Sao nào? Lẽ nào tôi còn phải đứng về phía nó hay sao? Cậu nghĩ, bộ chiến binh sẽ sa thải một vị chiến thần ngoại thành sao? Hai hôm trước, ba đại gia tộc bao vây Đường Gia. Long Soái phái vạn tướng quân đến để giải cứu. Điều này đã đủ để chứng minh Hàn Dạ vẫn vô cùng quan trọng đối với bộ chiến binh. Không ai có thể thay thế nó. Các người đang muốn ép tôi chào đón thằng nghịch tử đó trở lại phải không? Không chỉ có thế, anh còn phải giết chết con hồ ly tinh Lâm Phi Lăng để tạ tội với Hàn Dạ. Cậu dám sao? Có gì mà không dám. Tiêu Tú, tôi cho cậu hai sự lựa chọn. Hoặc là ông ra tay, hoặc là tôi sẽ đích thân giết chết con hồ ly tinh đó. Sau đó sẽ chào mừng Hàn Dạ trở về. Ông chọn một cái đi, ông. Được, tôi đồng ý với các chú. Sao trong mặt anh lại không vui vậy hả? Lăng Nhi, anh xin lỗi. Các trưởng lão của gia tộc muốn đón tên nghịch tử đó quay trở về. Cái gì? Không thể nào. Nếu như tôi không làm theo, bọn họ sẽ ra tay với em đấy. Thậm chí còn sẽ đuổi em ra khỏi Tiêu Gia. Vậy nên, Lăng Nhi, em hãy nhịn một chút. Tiêu Hàn Dạ, cậu đừng có mà đắc ý. Cậu chỉ là chiến thần, chứ không phải là thần. Tôi nhất định sẽ giết chết cậu. Anh, đừng trách tôi. Tên nghịch tử đó giờ đã hình thành được thế lực, cô sẽ không sống được đâu. Ông nói, Lâm Phi Lăng đã chết rồi sao? Ừm, là bố cậu đích thân ra tay đấy. Sớm đã biết có ngày hôm nay, thì việc gì phải làm chuyện đó ngay từ đầu cơ chứ. Bây giờ, đại thù của cậu đã được báo. Hàn Dạ, cậu cũng nhìn được ra, tôi sống đến tuổi này rồi, sẽ không sống được thêm bao lâu nữa. Thế nào, cậu có hứng thú để đảm nhiệm vị trí của tôi không? Cái gì? Ông không sợ tôi nhân cơ hội giáp tâm làm điều sai trái sao? Ha 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 ha. Tôi tin vào nhân phẩm của cậu. Bái kiến Tiêu Soái. Mẹ à, mẹ vẫn luôn ở bên con, đúng không?